Phew, mệt quá cơ. Wow, từ từ đã. Để tôi kiểm tra nhanh đã nào. Đôi dép thú vị đấy. Không, cô không được vào. Chị đùa đấy à? Nhìn biển hiệu đi, cấm dép. Oh, ok. Wow, quá trời Crocs luôn. Làm sao mình biết đôi nào là của mình? Nhỡ có ai ăn trộm mất thì sao? Không thể để chuyện đấy xảy ra. Chắc phải có cách nào chứ. Pop, pop, vùi quá đi. Ồ, cái đó chắc dùng được. Cho mượn nhé. Úi, xin lỗi. Cầm nè. Ồ, Coca, em xin. Không có gì. Đúng thứ mình cần rồi này. Giờ mình sẽ chế đôi dép của riêng mình. Đầu tiên là cắt các ô tròn của Poppit ra. Dép sẽ đầy màu sắc. Mình sẽ đặt chúng lên trên dép và dùng keo để dán cố định. Mình kết hợp nhiều màu để dép thật nổi bật. Gần xong rồi. Wow, dép tự thiết kế theo ý. Mình sẽ nhận ra đôi của mình ngay. Mấy đôi này nhìn đơn điệu quá. Ok, tôi vào được chưa ạ? Chúc vui vẻ. Thư giãn thôi nào. Mình nên về nhà thôi. Để lấy dép cái đã. Hả? Ủa đâu mất rồi? Bị lấy mất rồi. Pop, pop, pop. Dép này đỉnh quá. Nhưng mà hơi có mùi. Ô này. Pop, pop. Pop, pop. Ồ, cùng quá. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Crush làm mình cảm thấy được truyền cảm hứng. Mong là cậu ấy sẽ thích món quà nhỏ. Đến đâu hay đến đó vậy. Chào David nha. Tuyệt, cậu ấy viết gì cho mình thế nhỉ? Chuẩn, mình đã có linh cảm tốt mà. Tìm ơi, bình tĩnh nào. Để xem nào. Cửa. Sách của tớ. Xin lỗi nha, để tớ nhặt lên giúp cậu. Oh, mềm quá. Wow, sách tớ. Ồ phải. Vậy, ừ, cảm ơn cậu. Hình như mình yêu rồi. Khoan, nhìn lần cuối thôi. Đúng, anh chàng này thật sự đặc biệt. À, mình sẽ nói thế. Chẳng cách nào hay bằng việc nhắc người ấy về khoảnh khắc hai người trao ánh mắt tình. Phần khó nhất đã xong. Đẹp. Wow. Tôi nhớ rồi. Ngọt ngào quá đi. Yêu cậu cục cưng à. Chuẩn bị là bước quan trọng nhất trong việc sáng tác. Màu đó bắn tung tóe. Dù sao thì đã đến lúc biến ý tưởng thành nghệ thuật. Nét đầu luôn là nét đẹp nhất. Thêm một xíu màu xanh dương. Trông cũng ra gì và này nọ đấy. Mà có phải không? Xấu dã man con ngan. Không, may mà mình chuẩn bị nhiều giấy. Luột. Lần này còn xấu hơn lần đầu nữa. Cố lên nào, tập trung. Đùa tôi hay gì hả trời? Sao có mỗi bông hoa mà không vẽ ra hồn? Được rồi, bình tĩnh. Hít sâu nào. Mình làm được mà. Mình dư sức làm được. Tỏa sáng thôi. Từ từ, từ từ. Chú. Hả? Vận xui không rủ cũng tới. Nhưng chờ một chút. Hình này trông cũng hay đấy chứ. Dùng ý tưởng này được. Dùng cọ vẽ của bạn theo nhiều cách khác nhau sẽ giúp bạn tạo nên hoa văn vô cùng độc đáo. Trong trường hợp này, cánh hoa. Sau khi vẽ xong đầy đủ các cánh hoa, vẽ thêm màu xanh lá cho lá cây và cuống. Trông rất đẹp và hài hòa phải không nào? Nét vẽ cẩn thận sẽ rất thành công. Bạn có thể gắn hai bông lại. Như vậy giấy trông sẽ đỡ bị trống. Mình biết mình làm được mà. Wow, cậu tự vẽ bức này luôn á? Tặng cho cậu này, Annie.
tớ còn phải sáng tác nhiều lắm. Và lần này, mình sẽ sử dụng một phương pháp mới toanh. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ giữ nguyên chủ đề. Thấy các nét vẽ làm cho lá cây trở nên thật sống động chứ? Đừng ngại dành thời gian với các chi tiết nhé! Bạn còn có thể vẽ cỏ nữa. Nhưng phần tiếp theo sẽ phức tạp hơn một chút. Mình có thể dùng sơn vải phồng như thế này để tạo họa tiết mới vui nhộn với một quả bóng. Mãn nhãn quá, mèn đét ơi! Giờ thì dùng nó như con dấu và bạn sẽ có được những bông hoa độc đáo, rực rỡ. Còn bên này nữa này, đẹp ha! Tuyệt vời! Cậu thấy sao nào? David! Sao mà cậu vẽ được tranh dễ thương vậy? Nguyên liệu bí mật của tớ! Ồ, bức tranh trông thật tươi tắn. Đẹp thế này đóng khung được. Và sao phải dừng ở đó? Chỉ cần một chút... Phải! Chị nói gì? Oh, Susan! Hừ quá! Không biết nữa. Mẹ ơi! Giấy của con! Ôi! Mẹ xin lỗi! Úi! Xem mẹ làm gì này! Hỏng mất rồi! Này! Mẹ cho con xem trò này nhé! Đã từng nghe trong rủi có cái may chưa? Chính là tình thế này! Con á? Ừ! Con cũng có thể làm nhiều cỡ! Tuyệt vời quá! Cùng làm nào! Bạn nghĩ giấy này chứa được bao nhiêu hình tròn? Bao nhiêu tùy thích! Mọi chuyện đang trở nên hấp dẫn! Bạn có thể dùng bất cứ thứ gì, tất nhiên miễn nó có hình tròn! Bạn thấy mình đã có đủ chưa? Trông thật hay phải không? Đập tay nào! Họa sĩ nhí của mẹ! Ok, chỗ này nhìn ổn áp đấy! Vâng! Cây cối, thiên nhiên, còn gì hơn? Ta chiến thôi! Ok, không biết nữa! Gì? Này, đừng có nhòm bên tớ! Gì mà căng? Thế thì tớ sẽ sang bên này! Vẽ gì giờ ta? Bingo! Chú chim đáng yêu xỉu! Mong là David không thấy nó! Tớ nhìn thấy trước! Người vẽ chim đẹp nhất sẽ thắng! Một hình tròn khéo léo rất quan trọng đấy! Chỉ cần biết vẽ các nét ở đâu là được! Đẹp ha! Nhưng thêm màu sắc sẽ làm nó nổi bật! Màu vàng là màu tươi tắn phải không? Màu này rất hợp với anh chàng vui vẻ! Còn chút xanh lá thì sao ta? Sắc màu yên bình đấy! Và chút màu xanh dương sẽ cho mắt một màn chiêu đãi! Vẽ ở viền trước lúc nào cũng thật tuyệt! Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ phải không nào? Sắp xong rồi! Chỉ cần trang trí nốt một xíu nữa là xong! Và hoàn thành tác phẩm rồi! Một tuyệt tác đích thực! Đồng ý không nào? Chuẩn! Mình thấy rất hài lòng! Cái gì kia? Tớ chỉ cần thêm tay thôi! Hóa ra bạn chỉ cần một bàn tay thôi! Chà! Bàn tay cùng các chấm và các đường ở vị trí hợp lý! Bạn đã thấy mặt của chú chim chưa? Đừng lo! Bạn sẽ sớm thấy thôi! Cành cây sẽ tiết lộ nhân vật của chúng ta! Và đây là bàn chân nhỏ xinh này. Và lá cây màu xanh. Cảm giác thật yên bình. Bạn đã thấy chú chim chưa? Mình cũng sáng tạo lắm đấy chứ. Chà, nếu cậu muốn xem đến thế. Hết giày phải không? Oh.
Tớ thấy cả hai bức đều rất đẹp. Chúng mình hỏi thầy xem nhé. Nghiêm túc hả trời? Mong là thầy vẫn ổn. Có vẻ thầy chỉ ngủ gật thôi. Thầy! Xong rồi à? Tốt lắm. Giờ thì cho thầy thêm 5 phút nữa. Thế cũng được. Mình cần thứ gì đó thu hút mọi người. Và mình đã biết rõ. Màu sắc bổ sung cho chiến thắng. Nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó. Nhưng gì chứ? Quả bóng này, trời chán quá. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Mẹ! Ôi, không phải lúc. Vâng ạ. Mẹ còn quá trời sơn chưa dùng kìa. Vậy là có cái cho mình chơi rồi. Con xin. Mình chẳng biết phải làm gì cả. Ok, mình sẽ thử một chút. Ủa, bảng sơn của tôi đâu mất tiêu rồi? David, con đúng không? U là trời. Mẹ ơi, con vẽ đây. Con gọi nó là nước ao. Đúng rồi. Con muốn vẽ bằng mặt hả? Thử lại đi, David. Wow, nữa này. Vui ha? Chuẩn không cần chỉnh mẹ ơi. Ừ, nếu con dùng ngón tay thì sao? Đang đến đây. Ha, đốm xanh đang đến đây cả nhà ơi. Giờ thì đến màu yêu thích của mình. Woohoo! Xong rồi. Nè mẹ ơi. Ôi, đẹp quá này con ơi. Nhưng hãy thử mẹo này nữa. Đối xứng có thể rất đẹp đấy. Và để chứng minh điều đó đúng là con tự mình làm tất cả đấy. Đó là một chú bướm lộng lẫy. Đường này sẽ khiến cho chú bướm thật sống động. Cùng với đường viền của cánh nữa. Bên kia nè. Đó. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần túy này đi. Và đó mới chỉ là bắt đầu thôi con yêu. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Thật tuyệt khi được ăn nhà hàng. Em biết mà, lâu lắm chúng ta mới đi chơi đấy. Bữa tối hôm nay mới lãng mạn làm sao, chỉ đôi ta thôi đấy. Đây đúng là khoảnh khắc quyết định. Em ơi, anh muốn em nhận con gà hả? Sao nó lại ở đây được chứ? Tặng cho em đấy. Đồ trà toilet à? Khoan đã, anh xin lỗi nhé. Tặng bé yêu của anh. Em là cả thế giới với anh. Liam, đẹp quá đi mất. Đẹp như em vậy. Em rất thích. Đi chụp hình thôi. Này chị ơi, chụp hình giùm tôi với nhé. Dạ được. Cười nào. Cho tôi xem chút. Bị đụng hàng hả? Không thể nào. Không thể tin nổi. Đưa điện thoại cho tôi. Cảm ơn. Cô đi được rồi. Ok. Vậy là sao em? Cô ta đeo nhẫn giống em. Y chang luôn á. Em muốn nhẫn của mình là độc nhất. Mình phải làm gì đây? Biết rồi. Mình sẽ vẽ một hình trái tim lên giấy. Sau đó phun keo trong suốt lên trên. Giờ tô bên trong được rồi. Chỉ cần nó giữ nguyên hình dạng là được. Bình tĩnh, không được làm hỏng. Đấy, giờ qua phần tiếp theo nào. Trước khi nó khô mình sẽ in cái nhẫn vào đó. Phải nhẹ nhàng từng củm nha. Ổn rồi. Giờ thêm keo vào này. Vậy là đủ rồi. Tiếp theo là nhúng nó vào mấy hạt cườm này. Cực kỳ độc đáo luôn nhé. Emma ơi, anh tặng em nè. Mong là em thích. Ồ, Liam ơi, đẹp tuyệt luôn. Anh lãng mạn quá. Cảm ơn anh, em rất vui. Xong tớ nói là, vâng, thế nào cũng được ạ. Thế là thầy bắt tớ vào phòng phạt luôn. Nhưng tớ chả quan tâm. Cậu hài thật đấy, ước gì tớ ở đó nhỉ? Liam, cứu, cứu. Sao đấy? Không sao đâu, tớ nè. Sợ quá đi mất. Cảm ơn Liam. Cây kẹo của tớ đâu? Đây rồi này. Eo, sao ăn được nữa?
toàn là tóc thôi. Khiếp, kinh quá. Ước gì mình giúp được cậu ấy nhở. Này Emma, ăn đi. Thôi khỏi. Chà, chán thế nhở. Khoan, mình có ý này. Mình sẽ cho kẹo vào súng bắn keo. Mình sẽ vẽ một hình tam giác lên giấy. Mình sẽ tô màu bằng kẹo tan chảy. Mùi thơm quá đi. Nhớ đừng để lem nhá, phải thật hoàn hảo mới được. Mình cần chừa một khoảng ở đáy hình tam giác. Ok, giờ đổi màu thôi bà con. Mình sẽ dùng một sắc xanh lá. Giờ đậm hơn nữa nè. Sắp xong rồi nhé. Mình sẽ gắn một que gỗ vào và thêm chút chi tiết là kẹo mút dưa hấu nè. Wow, trông hay phết. Cho cậu đấy. Cậu đáng yêu ghê. Có gì đâu mà. Ngon ơi là ngon. Tuyệt, mình cũng làm một cái cho mình này. Ui, hơi bị hay ho luôn. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Ôi, có sẵn băng dính ở đây rồi. Dán một đầu vào dây này. Bắt đầu vẽ thôi. Khó hơn mình nghĩ đấy. Giờ mình cần màu này nè. Cẩn thận, không được làm hỏng đường. Trông có chán không cơ chứ. Ủa, khoan đã, ông nội có băng dính kìa. Ông ơi, cho con mượn một chút nhá ông. Được rồi, cắt một dải băng ra, đặt bút lông theo màu tùy thích vào. Và giờ mình sẽ gấp băng dính lại để cố định bút. Yeah, nhìn đã biết xịn sò, kiểu gì cũng có tranh đẹp. Vẽ cầu vồng thật chuyên nghiệp nào. Yes, hiệu quả này, mình quá là thông minh. Wow, tuyệt lắm. Nếu chúng ta dùng nhiều bút lông hơn nữa thì sao? Ha, cả núi luôn nhá. Chúng ta có thể làm cầu vồng kiểu gì đây? Ông có chắc là sẽ an toàn không ạ? Trong nghệ thuật thì không có gì an toàn cả. Bắt đầu nào, để xem ta có gì nhé. Ai nói cầu vồng phải có hình vòm cơ chứ. Ông sẽ lượn sang đây, rồi trượt lên trên. Và giờ thì đi sang cạnh này của tờ giấy. Và rồi quay lại vị trí ban đầu này. Wow! Xong, hãy nhìn tác phẩm đã hoàn thiện nào. Trông giống như con chim nhỉ? Wow! Bán tranh đây! Ai mua tranh không? Chỉ hôm nay thôi. Eo ơi, không cảm ơn. No! Lại bị từ chối rồi. Người lạ! Cứu! Tấn công! Bình tĩnh! Sao thế? Chẳng ai chịu mua tranh của con cả. Ông nội! Ông làm gì ở trong thùng rác vậy? Mà ông lục rác làm gì thế ông? Con vẫn không tin ông à? Vậy thì giờ xem. Cứ nhìn đây này. Ông sẽ úp nắp vùng này lên tờ giấy. Và giờ thì xịt sơn lên giấy này. Ông sẽ phủ một lớp lên mọi thứ. Nên đừng ngại xịt lên nắp. Và giờ thì xịt chút sơn trắng ở dưới góc này. Ông sẽ xịt kín toàn bộ chỗ này. Rồi ta có túi ni lông này. Ông dùng túi chấm chấm vào đây. Nó sẽ kéo theo chút sơn. Được rồi đấy. Và giờ ông sẽ vẩy sơn trắng lên trên nền đen này. Lấy nắp vung ra là xong. Được rồi này, đã xong. Ta-da. Ta-da. Wow, ông ơi, đẹp không tưởng đấy ạ. Con không tin là ông có thể làm dễ như vậy luôn đó. Đây, ông cho con đấy. Tớ muốn bức tranh đó, lấy tiền của tớ đi. Được rồi, bức tranh này đã hoàn thiện. Không định mèo khen mèo dài đuôi đâu, nhưng đúng là kiệt tác đấy. Mình sẽ đặt trên giá vẽ này. Wow, đẹp ghê luôn. Bóng bóng, chơi tí coi như phần thưởng này. Tuyệt, quá trời bóng bóng luôn. Bóng bóng xinh quá đi. Này, ông đây. Úi, ông làm rơi tranh mất rồi. Kiệt tác của con. Bức tranh đẹp nhất từ trước đến giờ đấy ạ. Chờ chút, bóng bóng à. Ông có ý này hay lắm. Ông có một cái chai nhựa. Ông sẽ cắt phần đầu ra. Và giờ ông sẽ căng một mảnh lưới nhỏ ở phần đầu. Tiếp theo, ông đổ xà phòng vào khay thủy tinh này. Chắc là thế là đủ rồi đấy. Bây giờ, nhúng đầu lưới vào xà phòng. Xà phòng mắc lại trong lưới này. Nhỏ chút sơn lên đó nhá. Ông sẽ nhỏ màu xanh lam, đỏ nữa.
dĩ nhiên là cả màu vàng. Các màu chính đã xong, đã đến lúc thổi bong bóng màu sắc rồi. Có điều ông phải thổi gần bản vẽ. Giờ chọc vỡ các bong bóng lớn đi nhé. Được rồi đấy, tác phẩm đã xong này. Wow, con thấy tranh ổn không? Wow! Ông làm sao mà hay vậy ạ? Ông chỉ lấy cảm hứng từ bong bóng của con thôi, tặng con đấy. Con cảm ơn ông nội nhiều. Con thích lắm. Bong bóng đúng là tuyệt vời. Chỉnh lại điểm nhìn một chút. Ổn đấy. Được rồi, thế là xong. So sánh với bản gốc xem nào. Chả ra làm sao cả. Ông đây rồi. Mình sẽ đi sau lưng ông. Ông sẽ thích mê cho coi. Ôi, gì kia? Ui, xấu quá. Chắc ông chán lắm nhở. Nhìn cái đèn bên kia kìa. Tự dưng mình nghĩ ra ý hay. Mình có khung kiểu hộp rồi. Trước tiên mở ra đã. Chuẩn bị dây đèn cỡ nhỏ này nha. Kéo dây khắp bên trong khung kiểu hộp này. Và xong. Đóng nắp lại thôi nào. Wow, đẹp đấy chứ. Ông ơi. Đèn trong hộp á? Để làm gì có chứ? Ôi là trời đây. Để con cho ông xem. Ông lấy bức tranh rồi đặt lên trên mặt kính đi. Ông hiểu rồi. Wow, nó sáng lên này. Ông hiểu rồi, đây là hộp tô nét. Bây giờ ông có thể vẽ lại tranh rồi đấy. Chuẩn, để thử lại lần nữa xem. Ông sẽ tô theo các đường hiện lên ở đây. Wow, hiệu quả phết đấy nhở. Vẽ dễ thật đấy. Ông chỉ cần hoàn thành vài chi tiết nhỏ cuối cùng. Xong rồi này. Có thế chứ. Đúng là tuyệt tác mà lại chỉ cần khung và đèn thôi. Cảm ơn món quà của con nhé. Không có gì ạ. Tranh ơi, cưng là bức vẽ mà anh hài lòng nhất mọi thời đại đấy. Ông ơi, cẩn thận kẻo lại làm rơi tranh của con bây giờ. Ôi trời đất, suýt nữa là có thảm họa đấy. Vậy nếu ông trà vào tranh thì sao ta? Ui da, thôi chết, sơn dày đầy lên áo vest rồi. Ui, tranh của con, không. Đúng là ác mộng. Chuyện ấy mà xảy ra, chắc mình xỉu ngang mất. Mình lại có một ý hay nữa rồi. Ông ơi, cho con mượn cái này nhé. Ok, chai xịt tóc đây rồi. Bắt tay vào việc thôi. Mình sẽ tạo một lớp bảo vệ cho tranh. Nhưng mà xịt kỹ một chút để phủ cả tranh nhé. Đó, khô rồi này. Tranh đã được bảo vệ 100% nhé. Nhìn này, không hề dính sơn nha. Tranh đã an toàn trước những cú va của ông. Đúng ha. Hiệu quả này, không có gì lem trên áo của ông. May mà mình đã tính trước. Bức tranh của tôi đã an toàn rồi. Lại là một ống giấy vệ sinh nữa. Vậy là có thêm một ống cho tháp rồi. Tuyệt, lâu đài sắp được hoàn thiện. Thật lộng lẫy mà. Ông ơi, ông ở trong đấy ạ? Con không tìm thấy mắt kính. Không có kính con không nhìn thấy gì. Cứ như mù dở ấy. Đừng có vung vẩy tay như thế cơ chứ. Không, lâu đài thân yêu của ông tan nát rồi. Thành tựu của tôi đã trở thành đống ống giấy các tông rồi. Này đây, kính của con đây. Cầm rồi đi đi cho ông nhờ. Sao ông buồn thế? Có chuyện gì ạ? Giấc mơ của ông đã chấm hết rồi. Nhìn ông buồn quá. Mà khoan, nếu con có thể sửa chữa thì sao? Có ống giấy vệ sinh đây rồi. Giờ gấp vào cho nó phẳng ra. Sau đó cắt ra theo vòng tròn. Hoàn hảo, đúng như mình dự tính luôn. Sang bước tiếp theo này. Súng bắn keo, nhỏ một giọt nhỏ xíu ở đầu thôi. Tốt, lấy một vòng khác nhé. Vòng nào cũng được. Dán đầu này vào đầu có keo này. Tốt, đúng như mình tưởng tượng luôn. Cứ tiếp tục như thế và dán thêm các vòng nhé. Được rồi đấy, mình đã làm cả một vòng tròn luôn. Giờ lại thêm nữa vào giữa các vòng cũ. Thế này nhé. Bây giờ hãy sơn màu hồng vào đây này. Ông ơi, con làm tặng ông này. Con biết ông yêu nghệ thuật lắm mà. Hả? Con làm cái đó từ ống giấy vệ sinh á?
Vâng ạ. Ông nhìn này, con treo ở ngay chỗ này trên tường để trang trí. Thế này thôi, ông thấy sao ạ? Đẹp hút hồn con ơi, ông thích lắm. Chán như con rán, mình nên làm gì đây ta? À, biết rồi, trổ tài khéo tay thôi. Mình sẽ bắt đầu với sơn màu cam. Vẽ thật là vui, khó mà chán khi bạn có thể sáng tạo. Nhưng mà phải uống đủ nước nha. Thôi chết, mình nghĩ cái gì vậy trời? Rơi để sơn ra tay rồi. Bẩn quá. Phải làm sao bây giờ? Sơn lem đầy cái ly nữa chứ. Khoan, mình đúng là thiên tài. Được rồi, đã đến lúc bắt đầu với một cái ly sạch và ngón tay toàn sơn. Chắc là đủ rồi đó. Tiếp theo mình sẽ vẽ đường ngoằn ngoèo ở phía trên. Tốt, vẽ thêm vài đường nữa nè. Sau đó mình dừng bút lông vẽ một chút dưới đống màu. Xong rồi, xinh quá luôn. Trông cứ như dây đèn nhỏ quấn quanh ly ấy. Trông đẹp hơn lúc trước bao nhiêu luôn. Không ngờ mình nghĩ ra được ý hay như vậy. Và uống nước ép thôi nào. Có thế chứ, chuẩn không cần chỉnh. Hai, cậu thấy áo khoác mới của tớ sao? Tớ mua hời lắm nha. Áo này đang khuyến mãi 50%. Kèo quá thơm phải không? Ờ, cũng tạm, không tệ. Nhìn nhìn áo khoác mới của tớ đây. Thế cậu thấy ốp điện thoại mới của tớ thì sao? Kim tuyến lỗi mốt rồi gái ơi. Tớ có Farfetch nè. Sao cũng được, tớ còn có vở nữa nhé. Tớ dán đầy hình dán luôn. Trái tim và ngôi sao và một que kem nhỏ nữa. Hả? Vở của mình trống trơn nhìn chán quá. Thế này không ổn tí nào hết. Phải có cách gì đó chứ nhỉ? Mình có bút lông nè. Khoan, đã có kế hoạch luôn rồi. Chuẩn bị bút viết bảng trắng và dao nè. Cắt phần đầu nhé. Và cắt thêm vài đường để nó trông giống trái tim. Ồ, nhìn xinh xỉu luôn này. Và giờ thì lấy vở ra. Mình sẽ dùng làm con dấu. Không chỉ dừng lại ở trái tim đâu. Xong rồi nè, vở của tớ đầy trái tim và sao nhé. Thấy không, tiểu nhìn cậu có chứ. Tớ còn không cần hình dán. Wow, cậu tự làm đây á? Con sắp phải trả lại que kem cho mình. Sao đường sóc thế này? Yeah, vẽ tranh thôi nào. Mình là họa sĩ. Nghệ thuật đỉnh cao là đây. Vẽ vui quá. Ôi không, mình làm dây sơn lên máy tính rồi. À đúng, thì cứ lau sạch thôi. Khoan, lem ra thấy ghê quá, chết rồi. Bây giờ lại còn loang lổ hơn nữa. Hồng lòe luôn. Chị sẽ tức điên lên cho mà xem. Chị tỉnh rồi. Bé đang làm gì vậy? Sao nhìn chị chăm chăm thế? Trông em lạ lắm nhé. Rất đáng ngờ đấy. Khoan đã. Laptop của tôi sao lại thành ra thế này? Toàn sơn hồng này. Có gì ở đây nhỉ? Ống hút à? Khoan, mình hoàn toàn có thể cứu vãn trò tai hại này. Ok, đây là chiếc laptop đáng thương của mình. Mình cần thêm sơn. Chuẩn rồi, thêm chứ không phải bớt sơn nha. Trắng và vàng nữa. Thêm chút tím, màu đẹp quá. Và thêm chút vàng ngả nâu nữa cho đa dạng. Ok, giờ thì cần đến ống hút nè. Mình sẽ bắt đầu thổi sơn. Dùng hơi để sơn loang ra khắp laptop nè. Cứ tiếp tục thôi, mình thích thật nhiều màu sắc sặc sỡ. Hòa văn với các màu sắc trông thật thú vị. Wow, không ngờ chúng ta lại có thử tác thế này. Đẹp xỉu luôn, nhìn giống như những làn sóng. Không ngờ kết quả lại xuất sắc thế này. Wow, nhìn máy tính của chị kìa, ngầu quá. Thêm một tầng nữa là xong nè. Không, đổ mất rồi. Mình chơi trò này chán ghê. Khoan, có sơn ở trên kia à? Yeah, chuẩn rồi. Và khung tranh nữa. Chị bỏ quên rồi. Mình sẽ trổ tài hội họa. Chị đâu rồi ta? Mình không muốn bị bắt đâu. Không, cửa đóng then cài rồi. Vẽ thôi nào. Mình thích màu hồng này, tươi ghê. Ai mà vẽ giỏi quá ta, xuất sắc luôn. Đây rồi, đã có đủ đồ dùng cần thiết. Gì vậy trời? Chị ơi, em đang vẽ, có đẹp không ạ? Đẹp, đẹp muốn xỉu. Phải làm sao bây giờ? Thằng bé làm hỏng toàn vẽ mất tiêu rồi. Chuẩn.
giải pháp trong tầm tay nè. Được rồi, đã có toàn vẽ. Chữ A ngay ngắn nhá. Tới sơn nè, mình sẽ dùng màu thằng em dùng. Xanh dương bên này, mình gắn thêm màu xanh và chút vàng. Tất cả các màu, đã đến lúc dọn dẹp với bọt biển nào. Đùa thôi, đây là một cách vẽ đấy. Mình muốn dùng bọt biển để chấm tất cả mọi màu. Có trường lên băng dính cũng không sao. Hóa ra chấm chấm thế này vui phết, nhưng không thể nhanh thế được. Đây là nếu bạn muốn làm cẩn thận. Phiu, xong rồi nè, cuối cùng mình cũng phủ màu lên toàn bộ tan vẽ. Bóc băng dính ra là coi như xong. Bóc dễ quá ha. Wow, đẹp thật đó. Bá đạo trên từng hạt gạo. Wow, đỉnh của chóp chị ơi. Chị vẽ giỏi thật đấy, vẽ cho em với. Sao len dối tung lên thế này? Wow, bà ơi, nhìn nè. À, thôi xong, len của bà. Lộn xộn quá. Không không không, tranh của con hỏng mất rồi còn đâu. Bà ơi, len của bà làm đổ sơn rồi. Khoan, len, quận len, tất nhiên rồi. Đằng nào nó cũng dính sơn rồi, mình sẽ làm chuyện này. Nào nào, sơn đen đã phủ đầy toàn vẽ. Giờ thì đến len ánh vàng nè. Mình sẽ đặt len trên khắp toàn vẽ và thêm ở đây nữa. Thế là xong, đều trên khắp toàn vẽ luôn. Tiếp theo, mình sẽ cần dán các đầu len chưa có sơn lại. Sẵn sàng chưa? Kéo toàn vẽ lên nào. Ái chà chà, len tuột xuống rất gọn. Cháu bà tạo nên tác phẩm ấn tượng quá luôn này. Con đúng là họa sĩ giỏi nhất của bà đấy. Đây cũng là bức đẹp nhất của con. Cậu ấy xinh thật. Để xem mình có thể gây ấn tượng với cậu ấy bằng tài năng hay không. Mình sẽ bắt đầu với xanh dương. Cũng cần các màu khác nữa. Dĩ nhiên là phải tô trái tim tình yêu này màu hồng rồi. Đó, nhìn tranh là cậu ấy sẽ hiểu ngay tâm ý của mình. Không biết cậu ấy có thích không? Cậu vẽ tặng tớ à? Thôi thôi, bỏ đi dùm. Không, mình không muốn thấy phản ứng đó. Không thể dùng được. Ủa? Thôi xong, sơn len đầy tay mình luôn rồi. Chả như con dán, đang lâng lâng mà ngã cái rầm. Thôi đi rửa tay cho sạch không lại dây khắp nơi. Chắc chắn phải rửa xà phòng mới sạch được. Mà chờ chút. Wow, đẹp chứ kìa. Bọt xà phòng có màu do sơn nè. Bắt đầu tạo kiệt tác thôi. Mình chuẩn bị một bát nước và nước rửa bát. Tất nhiên phải phun cả sơn vào rồi. Giờ thì khuấy đều lên bằng que kem nè. Ok nha, hơi có bọt nổi lên rồi. Nhưng mình cần nhiều bọt hơn. Dùng ống hút để thổi nào. Wow, bong bóng nổi lên quá trời luôn. Nhớ là thổi nha, đừng có hút. Ok, tạm biệt ống hút. Bây giờ hãy đặt tờ giấy lên mặt bát có bọt. Như vậy thôi. Wow, bong bóng hiện trên trang giấy nè. Chào cậu, tặng làm thiệp này cho cậu nè. Cậu làm cho tớ hả? Wow, đẹp thật đấy. Đúng màu xanh tớ thích nữa. Ôi trời ơi, cùng tớ đi vào lâm nhé. Thành công mỹ mãn luôn. Cô sẽ quay vòng đầu tiên luôn nhé. Thế là sao ta? Các em cần thêm đồ dùng. Chà, giờ sao ta? Nhưng vẫn còn yếu tố quan trọng nhất nè. Cô làm kiểu gì mà hay vậy? Tới các em đấy. Để em thử xoáy xem sao. Ngon, như cầm quả bóng rồi. Mình đẹp hơn nhiều. Nhưng mình đặt vào đâu đây? Tất nhiên rồi, mình đang hơi khát nè. Dễ ợt luôn. Giờ tới em đó, thử đi. Ok. Nó nhẹ hơn tớ tưởng đó. Wow, sao cậu để nó bay đi? Nó mất kiểm soát rồi. Quay lại với ta đi. Hả? Ướt nhẹp rồi. Sao nó phát khùng lên với tớ chứ? Khổ thân em. Để cô giúp cho, đừng buồn nữa. Ly của mình đây rồi. Em cảm ơn. Không có gì. Giờ thì vẽ đi. Để xem nào.
Được rồi, trước tiên mình sẽ vẽ người hình que. Và đổ nước vào nè. Cứ như nó đang di chuyển ấy. Nhìn nó đi kìa. Tuyệt vời ông mặt trời. Mị biết rồi. Nếu chúng ta đang có chủ đề nước thì hãy cho chú cá đi bơi đi. Đi đi nào bé con. Cá con thích kìa. Khoan, bé đi đâu thế cá con ơi? Ơ, quay lại đây. Xin chào. Có ai ở nhà không? Hết giờ rồi các em. Cho cô xem kết quả nào. Là một người đàn ông đang lơ lửng với bóng bay. Wow, anh ấy thật sự đang đi kìa. Còn em? Cá của em bơi đi mất tiêu rồi. Con này to hơn lúc nãy đó nha. Ôi, cá mú tanh quá. Ôi, ai biết? Gì đây? Có vẻ là vòng vẫn ở đây. Hả? Mình không hiểu. Được rồi. Hả? Chẳng có gì ở đây cả. Làm sao mà mình vẽ vời gì được? À, hiểu rồi. Mình có thể tự biến ra. Hồ biến. Wow, không ngờ mình làm được. Nhìn bút màu rực rỡ nè. Tuyệt quá. Mình sẽ bắt đầu với unicorn. Thêm một vài nét ở đây thôi. Đôi mắt long lanh xinh đẹp kìa. Bắt đầu trông quen quen rồi nhỉ. Là xinh đó. Ôi, đúng là unicorn kìa. Nhưng unicorn thì phải sặc sỡ chứ. Được rồi, thật nhiều màu nè. Chỉ vài chi tiết đã có thể khiến bức tranh trở nên sống động. Dễ thương quá, nhìn kìa. Ước gì mình cũng vẽ được như thế. Động não đi nào. Chẳng ăn thua gì. Mình phải tập trung cao độ hơn nữa. Khổ thân đấy, mãi chưa làm được. Đó. Tuyệt, thành công rồi. Nhưng mình phải làm gì đây? Cái gương này có tác dụng gì chứ? Mình chẳng có ý tưởng gì trong đầu. Kìa, có hình phản chiếu trong gương. Trông hay ghê đó. Mình biết phải làm gì rồi. Hóa ra cặp số 2 đối nghịch nhau. Là cho bạn một thứ thật thú vị. Chuẩn, là một chú ếch nhỏ. Thêm màu xanh lá là chuẩn bài rồi. Đẹp ghê. Mình đúng là họa sĩ tài ba. Hoàn thành vừa kịp lúc. Xinh quá. Cô rất thích. Con của em. Đẹp tuyệt. Cả hai em đều thắng. Các em. Nhìn câu hài lắm luôn. Các em tập trung được chưa? Ổn hơn rồi đấy. Giờ ta tiếp tục nhé. E là viết tắt của chữ gì chứ? Elephant. Hiểu rồi. Khoan đã. Xin chào. Dừng đi hộ tớ gái. Xin lỗi nè. Trời. Chữ gì bắt đầu với E nhỉ? Sao thế này? Cậu có sao không? Chắc do dị ứng phấn hoa rồi. Có lẽ mình phải... Khoan, biết rồi nè. Sẽ đỉnh lắm cho mà xem. Lại bẻ đốt ngón tay. Con bé này không ngồi yên nổi. Này, tớ không cử động được. Ai trói tôi thế này? Ôi, tập trung được rồi. Trước hết vẽ chữ E đã nè. Nhưng chữ E cũng không hề đơn giản đâu nha. Đó, trông đẹp hơn hẳn. Giống như hiệu ứng 3D vậy.
và xong. Thôi chết, quên bén mất Ava. Sao mình lơ đễnh quá vậy trời? Giải thoát cho cậu nè. Chờ nãy giờ. Sẽ cố thôi. Phải vẽ nhanh lên mới được. Ồ, tôi còn chẳng có thời gian mà vẽ. Tội nghiệp quá. Kate, sao em không tặng bức vẽ cho Ava đi? Coi như quà làm lành nhé. Đi mà. Chà vậy, tớ nhận nhé. Cũng tại mình mà. Ôi chà. Này Kate ơi, tụi mình cùng giữ chung đi. Giờ thì ai thắng nào? Tuyệt quá các em à. Ồ, cưng quá. Các em sẵn sàng cho một vòng quay nữa chưa? Ồ, quay vào cầu thang rồi kìa. Sẽ thú vị lắm cho mà xem. Thức kẻ ơi. Kate, không được dùng thức kẻ. Chả sao. Ôi trời, mình có thể vẽ cầu thang được mà. Không biết Kate đang vẽ gì nhỉ? Vẽ như trẻ con ấy. Mình chắc chắn có thể vẽ đẹp hơn. Với cầu thang, chúng ta phải chú trọng tới các góc và các đường được vẽ thẳng thớm nữa. Hạ bút xuống các quý cô. Cô thấy sao ạ? Ồ. Thôi mặc kệ. Con của em, hình như em chưa vẽ xong mà. Vâng ạ, em còn phải gấp giấy làm đôi nữa. Miết một đường và chỉ thế thôi, nó trở thành cầu thang 3D. Đó. Wow. Nhưng để cô xem cái nào chắc hơn nhé. Hả? Cầu thang của mình quá ọp ẹp. Chắc đau lắm đó. Xem tiếp cầu thang của em đỡ nổi không nhé. Ôi, được rồi kìa cô. Tốt lắm Ava. Cả hai em đều giỏi xuất sắc luôn đó. Em cảm ơn. Và phần thưởng cho sự nỗ lực của hai em là đây. Đôi cánh tiên. Tớ cũng có này. Cánh đẹp lung linh luôn. Giờ tụi mình thấy mê nghệ thuật rồi. Thử thách đầu tiên là gì nhỉ? Cùng quay bánh xe để khám phá nha. Hồi hộp thật ý. Hình như bánh xe đã chọn được chủ đề. Wow. Mèo. Wow. Tụi tớ yêu mèo lắm. Mèo đáng yêu số 1 đó. Cưng xỉu và mềm mại nữa. Hai gái, tụi mình thi vẽ mà, nhớ chứ? Phải rồi. Hay là vẽ mèo mướp nhỉ? Quyết định vậy đi. Ngồi yên nhé anh bạn nhỏ xíu. Làm vậy có chuẩn không nhỉ? Không, chắc là sai rồi. Giờ mới chính xác. Mình phải kiểm tra phần đầu và toàn bộ cơ thể. Mình muốn tỷ lệ này phải chính xác. Vẫn chưa đúng ý. Vậy được nè. Chỉ cần một túm lông thôi. Thế là đủ. Mà mình có đeo kính. Xem lại tính toán của mình đã nào. Chuẩn, y như mình nghĩ luôn. Hả? Luna làm trò gì thế kia? Kết quả đây rồi. Y như mình nghi ngờ luôn. Đã đến lúc trổ tài họa sĩ. Bài bài quần áo khoa học. Và bắt đầu. Mình sẽ vẽ được em mèo xinh nhất. Cho tụi tớ biết các cậu vẽ gì đi nào. Hết giờ rồi sao? Đây là bé mướp tớ vẽ. Ít nhất cũng có gì đó. Đừng ngại ngùng. Nhìn đáng yêu nhỉ? Tuyệt lắm Ashley.
Wow, trông quý vị xịn á. Nhìn nè. Để tớ chỉ cậu cách vẽ nha. Bắt đầu với chữ cat. Là mèo á? Rồi vẽ theo các con chữ. Một vòng tròn cho đầu, tai bé xinh và cả dưới mép nữa. Rồi đến đuôi, bụng xinh và chân nhỏ nhỏ. Các bạn có thể thêm những chi tiết màu mè vào, như màu cam cho phần tai và má. Đừng quên khuôn mặt nho nhỏ nha. Đương nhiên, tôi đang vẽ mèo màu xám đó. Mình sẽ thêm màu lên toàn bộ cơ thể ẻm, tới tận ngón chân xinh nè. Và chút sọc sẽ hợp lắm đây. Tôi sẽ dùng màu xám đậm hơn để vẽ sọc. Và thế là xong rồi. Xinh nhở? Nhìn cũng giống nhau hết phải không? Đúng vậy. Dễ thương ghê. Ok, đến lúc quay bánh xe tiếp rồi. Không biết sẽ dừng lại ở đâu nhỉ? Tớ thích vẽ trái tim lắm. Và mình có mẫu vẽ cực hoàn hảo rồi. Sẵn sàng chưa nào? 1 2 3 Go! Đẹp trai quá. Cậu ấy là crush của tớ á? Cô tê hồn mê kì. Chris của tớ mà. Của cậu hả? Của tớ nha. Không, của tớ. Hình như cãi nhau to rồi. Chà, hoàn cảnh quá đi. Của tớ nha, tớ nhìn thấy trước. Này, đừng cãi nhau mà. Tránh xa Chris của tớ ra. Không, cậu tránh thì có. Này, hai cậu bắt tớ phải làm vậy đấy nha. Và poof. Phép màu kia lân có thể giải quyết vụ này. Vì tớ làm được mọi thứ mà. Thế là hết đẹp trai nhé. Xin lỗi hai gái. Của tớ. Hả? Cậu ấy xấu trai vậy hả? Mình nghĩ sao vậy trời? Hả? Cười nhìn khang khác hả? Mình không thích chê đâu. Tụi mình phải quay bánh xe chứ. À, được rồi. Này, Luna, là Chris phải không? Đâu? Tớ chả nhìn thấy cái gì hết trơn. Bị lừa nhá. Mình sẽ trông mấy cái này. Tớ có thấy đâu. Chỗ nào? Bút dạ của mình đâu hết rồi. Ôi không. Ashley, cậu lấy đó hả? Đâu, tớ chả biết gì. Cậu ấy nghi ngờ mình sao? Chà, vậy là không tốt đâu. Đến lúc dùng phép màu kỳ lân rồi. Thử lấy đồ của cậu ấy nữa đi. Cứu với. Ashley đóng băng rồi hả? Ồ, của mình nè. Cảm ơn nhiều nhé. Vẽ thôi. Mình đang vẽ trái tim mà nhỉ. Để vẽ một trái tim hoàn hảo thì hãy vẽ thêm một hình chữ nhật bên ngoài. Như vậy nè. Và thêm sọc bằng một kích thước. Đi từ trên xuống dưới nhé. Rồi vẽ những đường cong bên trong trái tim. Mình không cần thước để vẽ phần này đâu. Các bạn có thể dùng các màu khác nhau á. Mình sẽ tô các sừng này bằng màu cam. Và thêm xanh lá với đỏ nữa. Vẽ viền cho trái tim nào. Đậm lên tí nhé. Mình sẽ dùng bút chì. Thế là ổn áp rồi. Giờ tôi bên kia nữa nè. Thêm chút mảng tối thôi. Giờ dùng màu trắng để tạo ra hiệu ứng óng ánh. Thêm khung nữa nha. Đấy, nhìn cũng ok la phết. Trái tim của tôi đã được hoàn thành 3D đó nha. Ok. Và dã đông nào. Đâu? Đáng đời cậu thôi. Xem tranh của tớ nè. Cậu thấy thích không? Nhìn đúng là từ đó Luna. Xịn sợ.
giờ. Xin lỗi vì trộm của cậu nha. Không sao, kệ đi gái à. Cho tớ hả? Cảm ơn cậu. Ồ, vậy mới chuẩn chứ. Nghĩa là mình có Chris. Giờ sao nhỉ? Ok hai gái, bắt đầu nhé. Lần này vào ô nào đấy ta? Tay hả? Giờ đến lượt cậu đó. Chúng mình phải vẽ tay hay sao? Thú vị nha. Mình có ý này. Xem này gái. Chuyện gì vậy? Luna, cậu đâu rồi? Cậu ổn chứ? Bị mất điện ấy mà. Đó là bóng của tay tớ hả? Tớ nghĩ ra ý này đỉnh lắm. Bật điện lại thôi. Và thế là sáng rồi thưa quý vị. Vậy là khỏi cần đèn pin nữa nè. Vẽ luôn thôi. Đầu tiên là vẽ theo bàn tay nè. Cũng không khó gì đâu. Rồi biến tay thành một bé chim cute. Mình sẽ thêm mắt vào ngón tay và cả mỏ nữa. Tiếp theo, mình cần một cái cánh, thêm chân luôn nè. Giờ tô màu nữa nha. Tớ nghĩ cái mỏ màu vàng sẽ rất hợp đấy. Đừng quên đôi chân nhỏ xinh nha. Và tô chú chim bằng màu trắng nè. Phần này chắc chắn là dễ nhất rồi. Phải tô màu cả người cho bé chim nha. Không biết phải vẽ làm sao ta. Hay là để tay thế này. Hả? Trông khùng ghê. Có cách nào không? Hay như vậy? Chả nhìn ra cái gì hết. Ha! Chuẩn rồi nè. Gì vậy má? Mạng nhện hả? Tay tớ bị sao rồi á? Chắc mình cần cái gì đó khác. Thử cái này đi. Vẽ theo bàn tay thế này. Xung quanh tay luôn nha. Nhưng hãy dừng lại ở cổ tay. Rồi biến hẻm thành một chú chó cưng. Đương nhiên là cần mắt nè. Hết giống bàn tay rồi nhỉ. Thêm phần cổ và tô màu thôi. Tớ nghĩ màu cam sẽ hợp em ấy lắm. Nhìn cái lưỡi siêu to này nè. Cũng cần chút màu đó nha. Rồi cho em một bộ lông màu nâu. Chỉ cần tô màu nâu hết luôn là xong. Mình không muốn bỏ lỡ điểm nào đâu. Chút màu nhạt hơn ở đây nữa nha. Nhìn đẹp trai thật đó. Hai gái ơi, hết giờ rồi. Cho tớ xem hai cậu vẽ gì nào. Xem những tuyệt tác này nè. Mình yêu cún. Đó là tay cậu sao? Wow, bá cháy thật đó. Xem chú chim của tớ nè. Đáng yêu ha. Wow, em vịt này nhìn cưng thật đấy. Quá là tuyệt vời. Hoàn hảo. Hả? Ai là người chiến thắng đây nhỉ? Vịt hả? Hay cún? Ai ta? Cả hai đều rất xịn sò. Hai giám khảo cho hai người xứng đáng. Phép màu kỳ lân ơi, phân thân tớ nào. Thế là xong, đúng thứ mình cần rồi. Wow, gì thế này? Phép màu ư? Cả hai cậu đều làm rất tốt. Thế là tụi tớ cùng thắng hả? Chuẩn. Ok, sẵn sàng cho vòng này chưa? Phấn khích quá đi. Vui thật sự.
Mình quan sát heo cao cổ nha. Làm sao bây giờ ta? Đơn giản như đang giỡn. Ngủ cũng vẽ được ấy chứ. Thế cơ à? Biết rồi. Vẽ cái đầu như vậy đi. Hơi cong một xíu. Giờ thêm vài đường nữa nha. Nghĩ ra rồi. Ăn chút mới có sức vẽ nha. Rồi ngủ phát. Đã đời. Siêu thị đó to xỉu. Cũng may mà về được. Nhưng mình có cảm hứng vẽ rồi. Đã đến lúc làm bài. Đầu tiên là vẽ 4 con số. 1 2 3 4 trong một hình vuông. Đương nhiên là bắt đầu với heo cao cổ rồi. Số này sẽ là cổ và chân trước. Rồi thêm đầu, tai và đuôi nhé. Không được quên mấy cái đốm đâu. Xem cậu bé này nè. Và giờ là số 2. Đây là một em thiên nga. Vẽ gì bằng số 3 nhỉ? Đương nhiên là cánh rồi. Một chút bướm xinh xẻo. Đã đến lúc vẽ số 4. Nhìn mấy cái vảy nè. Và cuối cùng là cá. Bến nào cũng có te hết. Giờ tô màu mấy ẻm nè. Heo cao cổ đương nhiên là màu vàng. Và rồi là các đốm đậm màu. Nhìn có te nhỉ. Thiên nga là trắng hoặc xám. Lâu lâu là đen nữa. Và chú thiên nga này cực kỳ thanh lịch luôn. Không thể quên nữa nha. Đương nhiên phải xanh dương rồi. Bướm bướm màu cam nhỉ. Sao lại không? Như vậy sẽ xinh lắm á. Cân xỉu ngang luôn. Các chi tiết nho nhỏ quan trọng lắm nhé. Không thể quên các chấm nha. Giờ đến lượt bạn cá bé xíu. Mình sẽ dùng xanh dương, xanh lá và vàng. Môi màu hồng nè. Xong. Ok, hết giờ rồi cả nhà ơi. Ok. Oh no. Tờ vẽ 4 bạn động vật nè. Dĩ nhiên là có heo cao cổ nữa. Wow, tuyệt thần đấy Ashley. Đỉnh. Còn Luna. Một giây nữa là xong nè. Tớ vẽ không kịp ý. Vậy chắc là được rồi nhỉ. Xong. Tớ không vẽ kịp á. Ôi. Nhìn cũng hay nhỉ. Ít nhất thì cũng có cái đầu đẹp mà. Tội nghiệp bạn heo cao cổ ghê chưa. Này, gì vậy? Sao nó có thể vào đây chứ? Nhìn kìa. Chú heo kia xinh xắn quá. Nhìn nó xem, Jennifer. Đúng là xinh đẹp thật đấy. Nó đang đứng á? Vậy tụi mình bắt đầu nhé. Phải bắt đầu bằng những nét vẽ chuẩn chỉnh nhá. Mấy góc này hơi kỳ cục. Bó tay luôn. Mình muốn vẽ cái gì có thật cơ. Bingo. Giờ mình có đo thật chính xác rồi. Đợi chút nha. Cậu đi đâu đấy? Thôi kệ vậy. Đến lúc lại gần hơn chút nữa rồi. Ngon lành nha. Thú vị phết. Giờ mình biết phải làm sao rồi. Sử dụng khung toan nào. Mình luôn bắt đầu với sơn màu đen. Đã hết rồi sao? Thật là lố bịch đó. Jennifer, cậu làm hỏng hết tranh của tớ rồi. Giờ thì tớ chẳng quan tâm đâu. Trời, nhìn đống lộn xộn này nè. Chắc mình phải làm lại thôi. Hay là mình có thể tận dụng kỹ thuật này đấy. Bạn nghĩ bức tranh này tối quá sao? Sẽ không lâu lắm đâu. Hãy chấm màu vẽ vào tranh nào. Giờ nhấc lớp này lên.
sau đó vẽ tiếp phần bên trên. Hai màu luôn tuyệt hơn một màu đó. Ngầu ha! Giờ dùng hàng nóng nào! Dùng cọ to để phết màu ra ngoài. Vậy là chúng ta có được hiệu ứng cực xịn rồi. Gần xong nè. Phết màu trên cây luôn nhé. Ngay cả bàn chải đánh răng cũng có phép thuật. Chỉ cần vẩy thần nghệ vài cái thôi. Đỉnh! Giờ gỡ lớp đầu tiên ra nào. Và bạn có khung cảnh rừng cây để ngắm nghía rồi. Chẳng phải tuyệt sao? Xem của tớ nè. Sao cậu làm được hay vậy? Chà, chúng ta biết rõ ai thắng rồi nhé. Tuyệt lắm Wendy. Mình phải luyện kỹ năng dùng cọ thêm mới được. Mạnh tay hơn, thôi nào. Cơ mà. Ok. Buổi tối hôm nay tuyệt thật đấy. Này, họa sĩ kia anh. Chào. Hai bạn đẹp đôi thật đó nha. Cậu đúng là xiên xúa. Cưng ơi, anh yêu em nhiều lắm. Có cảm hứng rồi. Mình muốn đưa tình yêu này vào trang giấy. À hả, đấy. Hai đối tượng này đúng là chán òm. Mình sẽ đi theo chỉ dẫn của con tim mình. Mỗi lần một giọt sơn này. Như vậy sẽ hòa trộn được màu sắc. Và tụi mình cũng có thể nghịch với các đường thẳng. Màu vẽ đến đây. Đấy. Tớ sắp phết xong các chấm rồi. Giờ thì cuộn tròn giấy bạc lại. Và dùng nó để chấm chấm sơn ướt. Như vậy là tụi mình sẽ có các kết cấu rất hay. Hiểu ý tớ chứ? Sau đó dùng cọ để hoàn thành bức tranh nào. Khung cảnh ở trời nào cũng cần một cái cây đẹp đẽ. Nhưng đừng vẽ mạnh tay quá nha. Chấm tiếp này. Đấy, trông đúng là đỉnh của chóp. Nhưng tụi mình còn nhiều thứ để làm lắm. Trộn màu như vậy sẽ giúp tranh đỡ cứng. Nhưng tụi mình vẫn nên thêm vài đường nét nữa. Thấy không? Có cặp tình nhân nè. Nhưng họ không phải nhân vật chính. Tuyệt. Giờ là chút mưa. Vì như vậy mới lãng mạn chứ. Ta-da. Đã đủ lãng mạn chứ nào. Của tớ siêu lãng mạn luôn. Thế của cậu. Đáng lẽ còn đẹp hơn á. Cậu có thích không? Wow. Phải treo trong viện bảo tàng mới xứng đáng nha. Thật hả? Vậy thì tớ thắng nhỉ? Tuyệt lắm trên. Lại đi nào. Đi mà. Thôi thì tặng hai bạn này. Là tụi mình kia anh yêu. Ba nha. Giờ sao nhỉ? Ít nhất đồ của mình đã sẵn sàng. Tớ chả quan tâm. Tuyệt. Hả? Ai thế? Oh, wow. Đỉnh. Chuyển luôn nha. Tự nhiên mình có cảm hứng quá. Và emoji thì có nghĩa là chơi đùa cùng các hình dạng. Mình vẽ hình tròn đẹp hết. À ha. Dùng chút quyền trợ giúp nào. Một lọ sơn mới tanh đúng là đỉnh. Ơ kìa. Thế là thế nào? Cậu cũng chả quan tâm đúng không? Wow, không thể tin được cậu ta. Hả? Hay ho thế nhở. Chờ chút đã. Mình sẽ làm cách khác. Vào đó đi sân vàng. Hoàn hảo. Giờ bắt đầu cuộc vui thôi. Phun đầy nào. Xem mấy cái bong bóng này. Cả nhà có biết tớ đang làm gì không? Emoji đó, nhớ chứ. Nhìn khác biệt thật ha. Này Wendy. Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ hỏi chứ. Chắc là không thắng được của tớ đâu. Biết mà, đỉnh quá trời. Ước gì mình nghĩ dày đó nhỉ. Họ làm cái bè từ hoa luôn đó gái. Điên rồ nhỉ. Hay thật. Xin chào các nàng. Hả? Xin chào đàng ấy. Chúng tớ vừa nói về hoa luôn ý. Trông tớ xinh không?
Ôi thôi đi. Ok, để tụi tớ vẽ cậu. Rồi ạ. Nhưng vẽ bằng cái gì? Mình chẳng có cây cọ nào. Chắc Wendy sẽ không để ý nếu mình lấy một cây ha. Thấy gì không? Cái này nhìn cũng ổn đấy. Tuyệt, giờ là một đường dày dặn. Này, đây là cọ của tớ mà Jennifer. Làm gì có. Không, xem tai họa cậu gây ra kìa. Chắc mình có thể làm gì đó khác biệt. Ok, cực kỳ khác luôn. Đầu tiên là nhúng đáy chai vào sơn. Giờ dùng ẻm để làm những bông hoa nho nhỏ. Cũng dễ nhỉ các cậu. Một vài bông nữa thôi. Tròn trịa hoàn hảo luôn. Giờ thử với những màu sắc khác nha. Bắt đầu trông đẹp hơn nhiều rồi. Thấy không? Được quá nhỉ? Chắc mình không thể sửa nữa rồi. Thật ra thì của tớ trông rất là tuyệt đó. Bất công! Ít nhất thì cậu cũng có cố gắng. Cho thử sao? Cậu dễ thương quá, Jennifer ơi! Nào nào! Tí nữa cậu ôm tớ cũng được. Này, có chuyện gì thế hả? Wow! Mình cũng làm nhé! 1, 2, 3! Wow! Mình phải làm gì với cái này chứ? Oh! Mình sẽ mua đồ mình cần! Hả? Cái gì đây? Chắc chắn là không phải họa cụ rồi! Cái này là cái gì chứ? Chờ chút đã! Mình hiểu rồi! Cắt góc túi đi nè! Vậy là mình đã tạo ra một cái miệng. Một cái nữa. Giờ rót sơn ra thôi. Oh yeah. Nhìn này mọi người ơi. Để trọng lực làm việc của mình nào. Trông cũng hay ho đấy nhỉ. Một chút màu trắng sẽ mang đến hiệu ứng hay ho. Vẩy vẩy vẩy. Trò này vui quá đi. Các cậu nhìn xem. Xong cả rồi. Cậu thích chứ? Trừu tượng nhỏ. Chuẩn rồi. Nhưng xem đây này. Cậu làm thế nào hay vậy? Tớ lại thắng rồi. Phải nhanh nhẩu lên. Ok. Đừng để ý tớ. Cậu đang làm gì vậy? Không nói chuyện được. Này, từ từ. Cái gì nữa? Sao vội thế? Tớ có cuộc hẹn với Chris. Nhìn anh ấy xem, đẹp trai dễ sợ. Đúng là mê trai. Chỉ có đầu thai mới hết. Tớ cần chuẩn bị. Tớ muốn trông xinh thật xinh. Tớ muốn trông hoàn hảo. Bình tĩnh nào. Sẽ ổn thôi. Ok, trang điểm xong rồi. Mình cần vòng cổ nữa. Oh, xinh đấy. Cái vòng này đeo rất là hợp mình. Không móc vào được. Không làm sao gài được. Luna, cậu giúp tớ với nhé. Ok. Đưa cho tớ. Của cậu này. Đừng. Không! Vòng của tớ! Đúng là thảm họa mà! Tớ phải làm sao bây giờ hả trời? Tớ xin lỗi! Để tớ tìm cách sửa! Chắc chắn phải có cách nào đó chứ! Tớ biết rồi! Chỉ cần bút 3D thôi! Tớ có thể dùng nó để vẽ lên tượng! Mình sẽ dùng bút vẽ các vòng nhỏ! Vẽ xung quanh cổ của bức tượng nhé! Giờ thì vẽ thêm lần nữa, tạo nhiều vòng hơn. Đó, vậy là xong xuôi rồi. Đây là vòng cổ Joker. Jennifer, xem tớ có gì này. Hả? Cậu tự làm sao? Tặng cậu đấy. Wow, tớ xin. Tớ thích lắm. Tớ đeo hợp quá này.
Đi đi, không muộn. Chơi vui nhé. Đôi hoa tai này rất vintage và có 102. Và nó rất hợp với khuôn mặt của cô đấy. Ôi trời, được được, tôi rất muốn mua nó. Hay da, tốt, mình đã ở đây và sẵn sàng ăn trộm đồ rồi. Ôi không, báo động, có kẻ đột nhập vào phòng. Không thể chịu nổi. Chạy đi. Có vẻ như không có ai. Đến lúc hành động rồi. Được rồi, nghe này, cậu xử lý cái hộp trong khi tôi lấy đồ nhé. Không được đâu, chúng ta sẽ cùng xử lý cái hộp. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Cậu có tin là dễ vậy không nào? Cực kỳ hiệu quả luôn. Oh yeah, và giờ là lúc cướp hết tất cả các món đồ ở đây. Cậu ok chứ? Tốt, tớ xong rồi, tuyệt vời. Hey, đừng quên ở bên kia nhé. Nếu nó bỏ vừa túi của cậu thì nhớ lấy nó luôn nhé. Chuyển thôi. Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Nơi này bị cướp và bọn chúng lấy hết mọi thứ rồi. Có vẻ như... Yep, ngay cả những món đồ trưng bày và đôi hoa tai của mình nữa. Đợi đã, mình biết rồi. Mình sẽ bắt đầu với việc đặt những miếng đất sét polymer này chồng lên nhau. Mình cũng muốn có nhiều màu sắc nữa. Ok, giờ mình sẽ dùng cái ly này và lăn nó trên đất sét. Mình muốn nó hoạt động như con lăn và ép những miếng này lại với nhau. Tốt rồi, giờ mình sẽ dùng dụng cụ nhỏ và thú vị này để bắt đầu cắt. Mình sẽ rạch một đường thẳng. Mình muốn có những miếng đất sét dài. Nhìn hiệu ứng cầu vồng đẹp mắt này, thích quá. Nhưng chưa xong đâu, đến lúc lại cần cái ly con lăn rồi. Và bạn biết như vậy nghĩa là gì rồi đấy. Đúng vậy, lăn tiếp nào. Bước tiếp theo cần dụng cụ cắt bánh quy. Mình sẽ dùng ngôi sao nhỏ này để cắt những hình dễ thương. Xong xuôi, giờ để mình lấy cái này ra nhé. Ôi trời, ngôi sao nhỏ màu cầu vồng, đẹp quá đúng không? Mình sẽ gắn thêm móc để biến nó thành hoa tai. Và giờ nó đã sẵn sàng để đeo rồi, lên đầu thôi. Mình thích cách nó đung đưa ở độ cao vừa phải. Ôi, có vẻ như chúng ta đã quên gì đó ở đây. Đừng để ý tôi nhé. Oh wow, đẹp quá, hẹn gặp lại. Cái chiến ngon hết sảy. Yeah, oh yeah, mình chắc chắn sẽ chơi tới bến cấp độ này. Trong này còn chỗ cho mình không? Còn ghế trống kìa, mình sẽ ngồi vào giữa vậy. Cuối cùng cũng lẻn được vào đây. Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị xong, bắt tay vào chơi thôi. Phải giãn gần cốt cái đã rồi chơi cho nó hăng. Được rồi, lên nào. Mình sẽ vượt qua ngục tối này và chắc chắn phá kỷ lục tốc độ. Cậu tưởng có thể ném đống NPC đó vào tớ sao? Cứ mơ đi, chết nè. Gì vậy trời, có chuyện gì thế? Ôi trời, vậy là mình không phá được kỷ lục tốc độ được rồi. Trời, bàn phím của mình, có chuyện gì với nó vậy? Phím rơi lả tả khắp nơi, mình phá hỏng nó mất rồi. Nhìn chữ cái W này, chả hết rồi, phắn đi. Mình cần làm một thứ khác để khắc phục sự cố này. Và đã đến lúc thêm chút nhựa epoxy rồi. Tớ không muốn đổ tràn ra đâu, chỉ thêm rắc rối thôi. Xong, tớ đã đổ vào hết các ô, nhựa khô lại rồi. Giờ thì lấy chúng ra. Nhìn phím này cưng quá à. Giờ thì tớ có thể đặt lên bàn phím, thay thế cho các phím đã mất. Được rồi, tớ cảm thấy rất an tâm về bàn phím mới, dễ thương này. Đã đến lúc quay lại với trò chơi rồi, giãn cật cốt nào. Lên nào. Cố lên, mày làm được mà, ấn mạnh hơn, nhanh nữa lên. Khoan, wow, thành công rồi, mình phá kỷ lục rồi, bàn phím may mắn chính là chìa khóa. Này, được rồi, giỏi lắm, một tràng pháo tay chúc mừng nè. Ngủ đã quá, tỉnh táo nào, đến lúc thay quần áo rồi. Dễ thương, nhưng chưa đủ. Như này mới phải chứ, nên làm tóc nữa. Không đẹp tí nào. Cái này hợp với mình nè, còn thiếu cái gì đó. Biết rồi, mình cần trang sức. Con gái cần chút lấp lánh trong cuộc sống. Đẹp quá đi mất. Sẽ rất hợp với bộ đồ của mình đây. Mình vẫn còn nhớ ngày Alex tặng mình cái này. Rất lãng mạn. Cậu ấy thật tốt. Và mình trân trọng nó từ đó tới giờ. Ok, mình đã sẵn sàng rồi. Đi thôi. Đó là Alex sao? Cậu ấy đi với cô gái khác. Không biết cậu ấy đang nói gì nhỉ? Đây là bộ phim hở nhất luôn. Suýt thì quên. Tớ có cái này cho cậu. Nhắm mắt lại đi. Tớ thích những điều bất ngờ. Để làm người yêu bất ngờ, bạn cầm một tô nhựa epoxy. Sau đó thêm ít kim tuyến. Khuấy nhựa cho đến khi kim tuyến được trộn đều. Nhìn đẹp ghê. Bây giờ lấy một cái khuôn hình trái tim và đổ nhựa epoxy vào. Đổ đầy khuôn và đợi nó khô lại. Sau khi nhựa cứng lại, lấy nó ra khỏi khuôn. Sau đó bạn cần gắn vào dây chuyền thôi.
Việc còn lại là tặng nó cho người may mắn. Được rồi, cậu có thể mở mắt. Oh wow, cho tớ sao? Khoan, để tớ đeo cho. Nhưng mình mới là bồ cậu ta mà. Đủ rồi, sao cậu dám? Nó giống y vòng cổ của mình. Cậu có thể giữ nó đấy. Xin chào. Mình nghĩ Cheryl chưa có bồ đâu. Cheryl ơi. Cái gì vậy? Yay. Hả? Chào buổi sáng. Bắt đầu ngày mới tuyệt vời thôi. Đúng vậy. Hay là thế này. Vậy hả? Mình cũng làm được. Thú vị nha, nhìn cậu có tóc sang chảnh vậy không? Làm gì có. Tóc tớ độc lắm. Còn có cả hoa nữa này. Thấy chứ? Ôi, mình cũng cài hoa được chứ bộ. Hoa này. Mà cài sao nhỉ? Khó chịu thực sự. Eo. Để coi nào. Mình cần cái gì đó để dính. Vậy là ổn. Biến mấy cái kẹp này thành vụ kiện xinh xẻo nào. Chỉ cần thêm vài thứ nữa thôi. Bạn thấy chứ? Dùng bút bắn keo để tạo ra một hình dễ thương nào. Mình chọn màu xanh dương, mình thích nè. Các bạn thấy đường vẽ xinh xắn này không? Tiếp nữa nào. Dài hơn luôn. Xong được rồi. Các bạn biết cách làm hình xoắn ốc to bự chưa nào? Nó sẽ cứng lại để giữ hình dạng luôn ý. Như thể mình tự làm một cái lò xo luôn. Nhún nhún nè. Rồi đặt cái kẹp lên tóc nè. Những màu sắc này nhìn vui nhỉ? Thiệt. Tớ suýt quên mất phần quan trọng nhất luôn. Lọn tóc của cậu xinh y như cậu luôn. Xem cậu ấy lắc hông kìa. Hình như là Grace. Này, vào nhà đi. Cậu cứ tự nhiên nhé. Cậu sống ở đây à? Khiếp. Ok, tớ sẽ lờ đi. Suýt thì quên mất, tớ có vòng tay mới này. Tặng cho cậu một chiếc này. Cưng à, nếu không phải vàng thì tớ không hứng thú. Đó, tớ còn phải giữ thanh danh chứ. Cậu xem, vòng tay đó còn chẳng có kim cương. Ok, không sao cả, mình đi vào phòng bếp nhá. Cậu thấy thế nào? Nó quá nhỏ. Cậu có muốn ăn kẹo mút không? Cậu nên ăn cái nào ta? Cầm lấy này. Đây, mới đúng là kẹo mút. Đúng là xấu hổ quá. Ra đây ngồi. Không rộng lắm, nhưng ấm cúng mà. Phòng quản gia nhà tớ còn đẹp hơn. Khoan, tớ biết. Cậu có muốn chơi với Poppit không? Cậu gọi đó là Poppit đó. Xem đây này. Bố tớ đã đặt làm riêng cho tớ đấy. Sao tớ phải cố gắng chứ? Tớ cũng thường hỏi câu đó. Đây là phòng tắm nhé. Chả hiểu sao tớ làm thế này nữa. Mà chờ một chút. Phòng cổ đó khiến mình nghĩ ra một ý. Chắc là hiệu quả đây. Đợi tớ một chút. Mình lấy một khuôn hình bệ bồn cầu. Đừng lo, nó sạch mà. Mình đặt dây đèn led lên. Rồi rắc thêm vụn lá vàng nữa. Mình sẽ rắc thêm cái khuôn này. Sau đó mình sẽ đổ nhựa trong suốt lên. Cứ đổ đến khi nào phủ kín mọi thứ nhé. Mình sẽ đổ đầy đến rìa luôn. Cứ thong thả thôi, mình không muốn làm hỏng nó đâu. Khi đã cứng lại, mình sẽ tách nó ra khỏi khuôn. Nhìn đẹp quá đi. Việc cuối cùng cần làm là ghép lại. Vào xem phòng tắm đi này, chắc cậu sẽ thích đấy. Có gì khiến cậu chú ý không? Chả biết nữa. Khoan, có phải bệ bồn cầu bằng vàng không? Khoan đã, còn nữa, nó phát sáng. Đẹp phải không nào? Bravo, đỉnh của chóp. Xích đu đúng là vui bà cháy. Tớ đến này Claire ơi. Woohoo! Xem tớ chạy nhanh không nè. Không ai có thể cản tớ đâu. Cảm ơn cả nhà nhé. Wow! Điện thoại tôi. Ai đã chụp điện thoại giùm em với. Tớ đỡ nè. Đấy. Suýt thì teo. Không. Mong là không bị xước nhá. Sao cậu không xài ốp lưng? Nhưng cái này nhìn chả nò mí. Mỗi người một ý nhỉ. Tớ biết rồi. Nếu cả nhà thích một cái ốp lưng cute thì hãy dùng bút 3D để tạo ra thiết kế nhé. Các cậu có biết tớ đang làm gì không? Để tớ gợi ý nè. Nó có rất nhiều màu sắc luôn. May mà tớ có đủ màu đó nha.
Giờ đến xanh lá xa lánh nè, các bạn nhớ phải vẽ thật nhiều đường đấy. Và sau xanh lá thì tớ sẽ thêm chút xanh dương dễ thương. Mọi người xem mấy đường đẹp tuyệt này nè. Tụi mình sắp xong rồi đấy. Nhưng không thể quên mặt trời tươi gió nhé. Mọi người sẽ thích mê cái ốp này cho xem. Và khi đã khô thì hãy gắn ẻm vào lưng điện thoại. Xem cái ốp mới của tớ này. Hết chán rồi đúng không nào? Xinh thế đấy. Giờ lên sóng tiếp nè. Cậu vẫn chưa ngộ ra bài học hồi nãy à? Ôi trời ơi, cuốn sách này hấp dẫn quá, không thể rời mắt nổi. Chà, em sẽ đi mua sắm. Mình có thẻ tín dụng để mua thả ga. Gặp chị sau nhá, bye. Ừ, đi vui nhá. Ồ, có tin nhắn. Là Kevin nhắn. Tối nay bỗng trở nên tuyệt vời hơn biết bao. Thật không thể tin nổi. Woohoo. Lấy chìa khóa nào. Khoan, rõ ràng chìa khóa ở đây mà. Ôi không, không ổn rồi. Mà chờ một chút. Sunny. Phù, mệt ghê này. Ơ, sao thế? Sao chị lại nhìn em đằng đằng sát khí thế? Em lấy chìa khóa của chị. Đưa đây. Hả? Chìa này ấy hả? Này của em mà. Ồ, em nghĩ thế hả? Chắc tại em biết mình suốt ngày làm mất chìa khóa. Nhớ lại tuần trước đi xem đúng không? Của em à? Nghiêm túc đấy hả Sunny? Em đã tìm hoài đó. Cái quái. Ra là ở đây. Có nhớ không? Không. Em có thể chứng minh đây là của em. Ờ thì... đây chỉ là nhầm lẫn nhỏ nhỏ thôi. Lẽ ra chị đã có thể đi chơi với Kevin. Chuyện này suốt ngày xảy ra. Phải khắc phục mới được. Và mình đã nghĩ ra cách xử lý rồi. Mình có một khuôn hình trái tim. Mình sẽ đặt chìa khóa vào đó. Rồi đổ nhựa màu đỏ vào khuôn. Nó chứa sẵn kim tuyến rồi. Rất đẹp và lung linh. Có vẻ cứng lại rồi. Mình sẽ lấy nó ra khỏi khuôn. Chà, nhìn mà xem. Đẹp ơi là đẹp. Rõ là đáng yêu. Chưa gì mình đã thấy lãng mạn rồi. Mua. Ước gì mình nghĩ ra cách này sớm hơn. Mình sẽ đặt ngay đây. Giờ thì khỏi lo nhầm lẫn chìa khóa nữa. Em đi ra ngoài đây. Khoan, không phải của mình. Nhưng mình đã bỏ đâu chứ? Khoan đã. Ở đây này. May mắn thật đấy. Bye. Ha, biết ngay sẽ hiệu quả. Đừng hỏng đi nữa nhá. Chào Julie. Cái cốc mới của tớ xinh không nè? Nhìn cứng thế. Cho tớ xem với. Mơ đi cái đổ tay trơn. Thì thôi. Mình phải tìm chỗ để giấu ẻm đi mới được. Mấy cái kệ đó cao đấy. Julie sẽ không với tớ đâu. Bác ghế lên cũng không tới đâu. Bye bye. Cậu ấy đi rồi phải không? Đến lúc ngắm nghía em cốc rồi. Sắp tới rồi. Nhón thêm xíu nữa là được. À, tuyệt. Thôi toang. Không thể tin nổi. Mình sắp bị xử rồi. Phải giấu tăng vật đi thôi. Chắc cậu ấy không tìm dưới này đâu nhỉ. Bút 3D của mình. Có khi mình lại sửa được. Bắt đầu bằng bước vẽ hình với giấy bạc nè. Khi đã vẽ quanh miếng này xong thì để nó khô rồi lấy ra. Sau đó là cho trí tưởng tượng bay xa nè. Bắt đầu với một trái tim đỏ tươi nha. Đừng quên tôi bên trong nhé. Hãy vẽ các đường thẳng lên xuống thế này. Và xong rồi nè. Mình phải cực kỳ rón rén. Đấy. Má ơi. Xem nào. Cái cốc này xinh quá đi. Trà thật thơm và thật ấm. Mình thích đấy. Gì vậy trời? Thôi bắt đầu một ngày mới nào. Nhỏ cứ thế để cái tách ở đó thôi hả trời? Không thấy mình đang dọn dẹp sao? Gì? Việc dính trên bàn sao? Không. Biết đâu nếu mình trà đủ mạnh thì sẽ tẩy sạch. Khoan, nhỏ lại có một cái cốc nữa. Và lại để cốc ở đó. Và lại có vết nước dính. Ngon xỉu. Và mình rất thích cốc tên lửa này. Nghiêm túc đấy hả?
mình cứ phải đi theo nhỏ khắp nhà. Khoan, lại nữa. Sao Sunny có thể uống nhiều cốc vậy cơ chứ? Và cứ bạn đâu đặt đấy mới tài chứ. Trên bất cứ bề mặt nào. Mình kiệt sức rồi, mình cứ phải dọn dẹp không ngừng. Biết đâu còn gì đó để uống trong cái cốc này. À, một lát cam. Mình sẽ đặt lên một tấm nhựa và lấy súng bắn keo ra. Mình sẽ dùng súng vẽ một hình tròn xung quanh lát cam. Không cần phải tròn vo đâu, vì trái cây cũng đâu có tròn vo. Nhưng mà đè vài lớp để nó dày vừa đủ nhé. Đi thêm vài đường nữa để cho cái rìa cao lên và tốt rồi. Giờ thì trang trí nào, mình sẽ đổ chút kim tuyến vào. Không cần nhiều đâu nha, nhiều quá lại thành ố rể đó. Và đã đến lúc dùng epoxy, cứ đổ vào thôi. Nhớ là đổ sao cho phủ kín cả lát cam nữa nhé. Và rìa keo sẽ ngăn không cho epoxy tràn ra. Và khi nó cứng lại, mình có thể bóc ra khỏi khuôn. Đẹp quá đi mất, nhưng chưa xong đâu, để mình sơn rìa đã. Mình sẽ dùng màu sơn vàng lấp lánh này. Vậy là xong, miếng lót mi cuối cùng đã hoàn thành. Ôi trời ơi, đẹp muốn xỉu luôn. Thành quả còn tuyệt hơn ban đầu mình nghĩ. Khoan đã, lần sau nhớ đặt cốc lên miếng lót nghe chưa? Chuẩn, tớ tự làm đấy. Và nó sẽ giúp bảo vệ đồ đạc trong nhà. Được rồi, dọn dẹp xong rồi. Tự thưởng cho mình chút xì nách nào. Mà chờ một chút, gì thế này? Đống cốc này ở đâu ra vậy trời? Chào anh bạn, vào đây đi nào. Sẽ hoàn hảo lắm đây. Vừa kịp lúc. Chào Matthew, Emily. Đến lúc tặng quà rồi. Đợi đã, cái gì vậy? Cô ấy có món đồ chơi này rồi sao? Sao trùng hợp vậy trời? Mình nên tặng cô ấy gì đây? Tai nghe này sao? Oh yeah. Nhưng trước tiên có vài việc phải làm cái đã. An toàn là trên hết. Chuyển thôi nào. Bạn Lan. Dùng lắc dữ quá. Nhưng mình có việc cần làm. Dọn dẹp chỗ này đi nào. Thứ gì hay hơn một món quà? Đó là món quà làm riêng, dĩ nhiên rồi. Và chắc chắn đây là thứ có 102. Chỉ cần tô hết những chỗ màu trắng. Xong rồi, đẹp ghê. Giờ thì tô khuôn mặt. May là mình có rất nhiều màu xanh. Đó là màu cô ấy thích nhất mà. Giờ đến các chi tiết nhỏ. Rất là hợp luôn nhỉ. Đừng quên những phần màu trắng nhé. Chúng cũng quan trọng không kém đấy. Tuyệt vời. Giờ là vài bước cuối cùng. Chúng ta sắp xong rồi. Dễ thương ghê. Nhưng chỉ cần một bước nữa. Chỉ cần đặt đúng chỗ là sẽ sống động ngay. Hoàn hảo luôn nhỉ. Thử lại lần nữa nhé. Hey, tặng cho cậu nè. Thật sao? Nó rất hợp với đồ chơi này của tớ. Sao cậu tìm được thứ này vậy? Suýt thì tớ quên. Tớ cũng có quà cho cậu nè. Cậu thích không? Ok, ôm nhau thắm thế nào. Có bạn thân thật thích. Nào cả lớp, đã sẵn sàng chưa nào? Làm bài kiểm tra thôi, đây là đề của em. Hey, cái gì vậy? Biết rồi nhé. Của em đây. Búp. Đây là bài kiểm tra của em. Hey, cái gì đấy? Ngon phết. Cái gì vậy? Bánh donut của mình mà. Để xem nào. Ok, yep, mình khá chắc chắn đây là đáp án đúng. Nó cho mình đáp án của câu này luôn. Ok, hít thở sâu. Mình làm được mà, chỉ là bài kiểm tra thôi. Chắc không được rồi, không biết làm câu nào cả. Yes, không thể tin nổi là thầy lại cắn một miếng donut của mình như vậy. Mình không lãng phí nữa đâu, chắc chắn là thế. Xong rồi, chỉ cần ký tên nữa thôi. Thêm một bài kiểm tra nữa, cá là mình đã làm rất tốt. Giờ có thể đọc sách thư giãn rồi. Ôi trời ơi, cậu ấy làm xong bài kiểm tra rồi, sao có thể chứ? Đợi đã, có lẽ đây là đáp án. Không, mình ngốc quá, mình không làm được câu nào. Ôi trời, donut là thứ tuyệt vời nhất quả đất. Nhiều vụn bánh quá, phải phủi tay cho sạch mới được.
Nếu mình lấy bài kiểm tra của cậu ấy thì sao ta? Chắc là cậu ấy biết đáp án. Ừ, đó không phải là giải pháp rồi. Mình cần Grace. Grace, bên này. Sao cơ? Cậu cần giúp à? Được thôi, đưa qua đây. Yay, cảm ơn cậu nhiều. Đây này, như cậu muốn. Sao cũng được, mình không quan tâm. Đây, câu này sai. Câu này cũng sai. Tớ không hiểu sao cậu có con số này luôn. Hầu như tất cả các đáp án ở đây đều không đúng. Đây, xong rồi, cậu có thể lấy lại. Yay, giờ mình không lo rớt nữa rồi. Mình phải làm gì đó để cảm ơn cậu ấy. Xem nào. Mình có kẹp giấy và cậu ấy có bánh donut. Được rồi, dự án nhỏ này sẽ cần một ít đất sét polymer. Một chút màu vàng này sẽ được đây. Mình sẽ đè nó vào kẹp giấy. Giờ mình muốn có một vết lõm nhỏ ở giữa như thế này. Tiếp theo, sẽ thêm một số hạt cườm vì mọi thứ sẽ đẹp hơn khi lấp lá lấp lánh. Nhưng chưa đủ đâu, sẽ cần thêm chút kim tuyến. Giờ đổ lên khắp món đồ này. Tốt, và giờ thổi phần dư đi. Hoàn thành. Thành quả rất đẹp luôn. Có kết quả bài kiểm tra rồi. Yay, ôi trời, mình được điểm tuyệt đối. Woo. Lại được thêm một điểm tuyệt đối nữa. Đúng như mình nghĩ. Phải ăn hết những vụn bánh trong miệng. Hả, cái gì đây? Hey, có thêm vụn bánh ở trên giấy này. Yay, giờ đã đến lúc làm Grace bất ngờ vì cậu ấy đã giúp mình rất nhiều. Ôi trời ơi, cho tớ thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé. Dễ thương quá, tớ sẽ dùng nó để làm cái đánh dấu trang như thế này. Hey, ngưng liếm giấy một giây được không? Tớ cũng làm cho cậu một cái nè. Hả, ôi trời, giống như cái bánh donut tí hon vậy, cảm ơn. Mình rất thích thành quả này, rất dễ thương, bạn không nghĩ vậy. Wow, bánh quy thơm nức mũi luôn bà con ơi. Bạn ấy kìa, ôi trời đất, bạn ấy xinh điên đảo. Mình mê mẩn mỗi khi bạn ấy xóa tóc kiểu chuyển động chậm và cắm mắt kính tôn lên vẻ đẹp quyến rũ kia. Chắc chắn bạn ấy có thể đứng 20/20. Chào cậu, cậu có muốn ăn thử bánh quy của tớ không? Ừ được, cảm ơn cậu. Ngon thật đấy. Nè, cậu cũng cắn một miếng đi. Nếu được thế thật thì còn gì bằng. Phòng này đâu ta? Được rồi, ghi điểm với nàng nào. Mình làm được mà, sẽ ổn cả thôi. Ôi không. Ow, mình ngã đau quá. Ngã lên cái gì vậy? Khuôn cắt bánh quy. Wow, người đâu mà đẹp dữ. Thực ra mình mới nảy ra một ý hay cực. Mình sẽ dùng hai khuôn cắt bánh quy hình trái tim để tạo một trái tim. Đây rồi nè, và giờ mình sẽ phun vào giữa. Mình sẽ dùng cái xi lanh nhỏ này cho sạch và gọn. Vậy là xong, đèn UV sẽ giúp nó khô nhanh hơn. Nhưng mình cần kim tuyến đã. Những trái tim nhỏ và sao cùng các bông hoa này dễ thương xỉu. Và giờ mình sẽ xếp một cái chồng lên trên. Xuất sắc. Tớ làm móc khóa cho cậu nè. Wow, cậu làm cho tớ sao? Tớ thích lắm. Yay, mình thích thổi bong bóng. Gì vậy? Nó vỡ rồi. Tớ không được. Mình chỉ muốn thổi hết số bong bóng này và làm mọi thứ đẹp hơn thôi mà. Ông tiên đây, tại sao con khóc? Con không thổi được bong bóng. Hiểu rồi, tình huống khó đấy. Được rồi, mình sẽ phải làm gì đó để giải quyết. Quên đũa thần đi, mình có bút 3D hay hơn. Ok, mình đã có khuôn mẫu ở đây, giờ dùng bút 3D thôi. Mình sẽ bắt đầu với màu xanh lá để làm cán đũa. Xong rồi, giờ có thể chuyển qua màu vàng để làm ngôi sao. Tiếp theo, màu đỏ cho vòng tròn. Bước này lại đơn giản rồi. Xong rồi, cây đũa thần dùng được rồi. Này, đây là đũa thần thổi bong bóng. Ta làm cho con đấy. Xinh quá, và nhìn bong bóng kìa. Yeah, bong bóng rất đẹp. Ok, ta nghĩ ta phải đi rồi, tạm biệt. Wow, vỡ đường này quá đã. Này, mấy cái đèn ngầu dã man luôn. Nào, cứ từ từ. Bình tĩnh như chị nè. Trời đất ơi, là Kevin phải không? Chào, không biết có món snack nào ngon lành không ta? Olivia ơi, con bé đâu rồi? Olivia, Olivia. Hả? Rồi, em ở đâu? Em ăn snack thôi mà. Ơn rồi. Để em làm cho chị chết mất. Em phải tỏa sáng như mấy ngôi sao kia mới được. Dùng một cái que kem to đùng như vậy nè. Và cả kim tuyến xinh đẹp nữa. Càng lấp lánh càng tốt luôn. Đã đến lúc đổ resin vào rồi. Mình sẽ cần một lượng vừa phải. Chỉ cần đổ nó vào một chiếc ly nhựa thôi. Đừng nhiều quá nha. Giờ rắc kim tuyến ngay lên trên. Khuấy thật kỹ bằng que gỗ nha. Bạn thấy nó đặc cỡ nào chưa? Vậy nghĩa là đến lúc để nó nhỉ rồi. Nhưng lần này hãy dùng hộp nhựa nhỏ nhỏ như vậy nha.
và cẩn thận đổ hỗn hợp ngay lên trên. Mẹo nhỏ cho bạn á, càng rót chậm thì càng đỡ bừa bộn. Giờ mình sẽ chờ chút, lấy ra khỏi khuôn được rồi đó. Như nhựa cứng luôn nhỉ. Chỉ cần xỏ nó vào dây chuyền là xong rồi á. Theo mình thì nhìn hơi bị xinh luôn ấy. Đưa cho Olivia nào. Nè, wow, dây chuyền này sáng như sao luôn ý. Giờ chị sẽ dễ tìm thấy được em. Chào nha. Mình thích bài này lắm luôn. Chào gái. Woohoo. Ow. Khoan, cho mình vẫn thấy con bé. Ủa, nó mất tiêu rồi. Ôi không. Ủa, hình như có gì nè. Sáng kìa, mình thấy sáng. Olivia ơi. Ủa, sao lại có cây chổi này. Thôi kệ đi, tìm thấy con bé là được rồi. Không ngờ chị lại làm lạc em tiếp luôn. Nè, của chị đây. Ôi, cảm ơn. Vậy mới thấy đường nè. Trời ơi, nếu em là Olivia thì cô là ai chứ? Xin lỗi cô nhiều nha. Nhỏ này khùng ghê. Thôi được rồi, em không được rời ra khỏi chị. Hai em kia lần này đã đồng ý làm đám cưới trong buổi lễ hôm nay. I love you. Trời ơi, hết rể con bà Bảy. Nếu không ai phản đối thì hai con có thể trao nhẫn cho nhau. Trao nhẫn à? Phải rồi. À, trời đất ơi, đâu mất dư rồi. Mình cứ tưởng là đã để trong túi rồi chứ. Này, có việc khẩn, chiếc nhẫn biến mất rồi. Cái gì vậy trời? Hả? Quỷ thân ơi, cậu ta là mất nhẫn. Chờ chút, mọi người tìm cách đi nào. Đám cưới trong mơ của mình sắp tan tành rồi. Mình phải nghĩ ra ý gì chứ. À, vòng cổ của mình. Đợi tới một giây nhá. Mình có hạt cườm và máy ép tóc nè. Tớ sẽ bọc giấy sáp lên phần lưỡi nóng. Tuyệt, mình sẽ xếp chúng theo màu cầu vồng. Giờ thì ép hạt nè. Như vậy đấy, hạt cườm đang chảy rơi vì sức nóng. Ngon lành rồi, mấy em đã chảy vào phẳng view. Giờ hãy cuộn lại thành nhẫn thôi. Nhìn nó nắp quá đi. Giờ mình sẽ đeo nó vào ngón tay. Thế là xong, kế hoạch đã thành công. Cái nào cũng vừa hết trơn. IQ của mình vô cực ghê. Đợi đến lúc giải cứu đám cưới. Bắt lấy nè. Tuyệt, ok, được rồi. Wow, là nhẫn cầu vồng, đỉnh thế cơ chứ. Ok, giờ anh đã có nhẫn. Nào để anh đeo cho nhé. Đã bảo là em không phải xoắn mà lị. Ok, giờ hai đứa đã kết hôn. Woohoo, bắt đầu tiệc thôi, anh DJ này cháy quá. Không, cái này xấu, bộ này mặc chả hợp gì sắt. Bộ này chắc chắn không được, xấu chết thì được. Cả cái tủ quần áo mà không lựa được cái nào. Đúng là thảm họa mà. Có chuyện gì vậy con? Con thực sự chẳng có gì để mặc cả. Con đang làm nhảm gì vậy? Thế cái đống này là sao? Nhưng con sắp đi hẹn hò với Jake. Jake sao? Ôi trời ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thế cái áo này nhìn được không hả? Bộ thế sao? Hay cái váy đỏ này thì sao ạ? Có bị ô rề quá không? Bộ thế con mặc váy đấy không hợp lắm. Khoan, con nhớ ra chiếc áo phù hợp rồi. Mới mặc có một lần nên con quên luôn. Nhưng con chưa có trang sức nào hợp với áo. Khoan, sao con không mở ngăn kéo ra mà xem. Ngăn kéo nào ạ? À đúng, bố sáng suốt quá. Chắc chắn là con có đồ trong này. Không, chẳng có gì. Chán như con rắn. Không có gì để đeo thì đi đâu được nữa. Tháo hủy đi cho rồi. Thôi cứ bình tĩnh. Kiểu gì cũng có cách mà con gái. Không có bông tai thì con không ra đường được đâu. Thôi bố cũng đến bó. Từ từ, gối nâng đầu và bút ba bê của bố. Con yêu, bố nghĩ đây chính là giải pháp đấy. Ôi trời ạ, chuẩn không cần chỉnh. Ok, in hình vẽ của một miếng dưa hấu ra và tô theo đường viền. Mình sẽ bắt đầu bằng mực màu đen. Tô xung quanh hết viền ngoài nhé. Và giờ thì tô viền bên trong nữa nè. Ok, trông cũng ổn ra phết rồi đấy. Nhưng mà chưa xong đâu, vẫn phải tô nữa cơ. Bây giờ hãy tô màu đỏ vào ruột dưa hấu nha. Cạnh bên này cũng màu đỏ luôn. Được rồi nè, xuống đến cuối luôn. Giờ thì đến vỏ. Màu xanh này quá xuất sắc, vui quá đi. Mình nên nghịch thế này nhiều hơn mới phải. Nhưng mà cũng cần một màu xanh đậm hơn. Và mình sẽ dùng màu đen để làm hạt cho dưa hấu luôn. Chỉ mấy chấm nhỏ trên phần đỏ thôi. Yes, chắc thêm một hạt nữa là ok. Xong rồi, nhìn xinh quá đi, cưng thật đó. Và tất nhiên mình cần thêm một cái nữa, gắn móc khuyên tai vào thôi. Không ngờ là mình làm được đôi bông tai xinh thế này. Hết rể con bà Bảy. Để đeo thử vào xem nào. Nhìn xinh không bố ơi, dễ thương không? Cảm ơn bố nhiều ạ. Bố đúng là number one luôn đấy. Thôi con đi chơi với anh Jake đây.
hai đứa đi chơi vui nhỉ. Gối nâng đầu của mình đâu? À, đây rồi. Dễ chịu hẳn. Ủa gì vậy? Ồ, ảnh à? Ồ, nhìn kìa, con bé đang đi chơi vui quá. Cưng ghê. Yay, yay, cuối cùng cũng nhận được. Hồi hộp quá, mình đã đợi nó không biết bao lâu rồi. Ok, phải mở ra ngay mới được. Xem nào. Mình rất nôn nóng muốn xem tất cả các màu mới. Yay, mình mở đây. Xem nào. Ôi chúa ơi, đẹp quá. Còn có bảng màu kim tuyến nữa chứ. Mình phải thử ngay bây giờ. Wow, không nghĩ là mình có thể ra khỏi đây. Yay, đây rồi, cây cọ trang điểm may mắn mình thích nhất. Tuyệt vời. Nào, mình sẽ bắt đầu với màu hồng nhẹ nhàng này. Biết rồi, cô ấy đang trang điểm, thêm màu sắc cho khuôn mặt. Màu này rất đẹp luôn. Hey, làm cho tớ với. Hả? Tiếng vo ve gì vậy nhỉ? Ha, cậu nghĩ sao về chuyện đó? Mình nhảy lên trên này rồi, giờ mình nhảy lên trên này nữa. Hả? Ra khỏi đây đi. Không thể tin nổi. Đủ rồi, đã đến lúc dùng phép thuật của mình. Đỡ này, đây này, đây nữa. Ok, xem nào. Hả? Mặt mình bị sao vậy? Đó là những gì cậu phải chịu vì đã đánh tớ. Không, cậu phải làm tớ trở lại như cũ. Năn nỉ mà tớ sẽ làm mọi thứ. Biết rồi, tớ cũng muốn bộ trang điểm này. Chà, tớ đoán là có thể. Tớ có ý này rất hay. Đến lúc dùng đất sét polymer rồi. Đây, mình đã làm phiên bản thu nhỏ của bảng màu. Giờ mình sẽ lấy dụng cụ đáng tin cậy và cạo một ít phấn của mình. Sau đó mình sẽ bỏ vào ô nhỏ ở đây như thế này. Tiếp theo, mình sẽ lấy màu vàng này. Giờ mình sẽ để một ít đất sét lên trên và nó sẽ đóng vai trò là cái nắp. Tiếp theo là tô màu để nó không chỉ có màu trắng nhàm chán. Màu tím này đẹp này, mình rất thích nó. Giờ là màu tím đậm hơn, cố gắng làm sao cho hợp với bộ lớn của mình. Xong, chỉ cần một bước nhỏ nữa là hoàn thành. Ta-da, hộp trang điểm y chang cho mình và nàng tiên. Đây này, tớ làm cái này cho cậu để cậu cũng có riêng một bộ. Yay, thích quá, tớ thử ngay đây. Giờ mình có thể tô lên mặt. Cậu sẽ làm mặt tớ lại như cũ chứ, năn nỉ đây. Chắc rồi, thỏa thuận là thỏa thuận. Phép thuật đến đây, xong. Ôi trời, còn đẹp hơn trước nữa. Cảm ơn cậu nhiều, cậu là tuyệt vời nhất. Chắc chắn rồi, tớ rất thích những màu sáng này, chúng là đẹp nhất. Bộ lọc chuẩn khó thật sự luôn. Cười nào. Wow, chỗ này vui quá à. Chào mấy gái. Cậu có mang mũ không? Đương nhiên là có. Đáng yêu chứ nè. Ôi, xứng đáng một tấm ảnh đó. Tác tớ với nha. Ai mà biết là buổi picnic này cần mang theo mũ chứ. Mình phải làm gì to? Hình như may mắn đến rồi đó. Hả? Gì vậy? Cậu ấy ổn chứ? Cậu bị hôm đấy à? Sao lại nhìn mình như sinh vật lạ vậy? Đừng khóc mà Olivia. Nè, cho mượn đó. Cảm ơn. Cơ mà mình có cách này hay hơn nhiều nè. Xem đây. Úp vỏ quả dưa hấu xuống đất nè. Rồi lấy bút 3D ra thôi bà con. Bắt đầu ở đỉnh quả dưa nha. Tạo một cái chấm và vẽ một đường dọc theo quả dưa. Khi đã được như vậy thì tụi mình sẽ tô vào bên trong các khoảng trống này. Làm hai ô một lần nha. Và cố đừng chia lại chỗ trống nào nhé. Giờ đi một đường xuống đây. Một đường nữa nè. Nối nó lại nha. Tô bên trong y như hồi nãy nè. Hình như chúng mình phải vẽ hết xung quanh á. Những đường sau này chỉ là trang trí mà thôi. Giờ thêm vài chấm đen lên phần màu đỏ nè. Các bạn thấy thiết kế này có quen thuộc không? Tớ sẽ cho mọi người gợi ý. Nó lấy cảm hứng từ dưa hấu á. Đây là hạt giống chứ gì? Giờ thử cái này đi bé. Em bảo là thích mũ phải không? Chà, chị làm cho em mũ cực độc luôn nè. Mọi người có thích không? Wow, em đội luôn đây. Con bé vui chứ kìa. Nè, tụi tớ sẽ đăng hình của cậu. Ý là, còn tấm hình nào cưng hơn chứ? Cô tê ghê. Mình thích dùng kim tuyến. Cảm thấy cuộc đời lấp lánh hơn hẳn. Và ai không muốn kim tuyến chứ? Đủ rồi này. Giờ mình sẽ đổ chút nhựa lên trên. Cái này chắc chắn sẽ rất đẹp. Ý tưởng đỉnh của Chop luôn này. Cẩn thận Sunny. Em biết em đang làm gì mà. Nhưng chị đang làm gì đấy? Chị sáng tạo nghệ thuật. Thôi phán đi. Đổ kỳ cục. Sao cũng được. Thôi em lượn đây. Không. Cứu em. Em đang bị đám kẹo tấn công.
Thôi từ giờ mình không thèm trượt ván nữa. Ừ, cưng nghĩ thế là phải đấy. Ủa, nhìn em làm gì này, hỏng mất rồi. Trừ khi... mình có một ý tưởng. Mình sẽ tạo một lỗ lớn trong khuôn cao su, rồi đổ nhựa epoxy trong suốt vào. Trước đó, mình phải lau sạch bề mặt này, để tránh mảnh vụn lẫn vào nhựa ấy mà. Và mình muốn có một lớp thật đều. Không hiểu sao mình cứ có cảm giác thật thư giãn. Ok, vậy là đủ lượng nhựa rồi. Giờ mình sẽ nhả các viên kẹo vào, rồi đổ thêm nhựa lên trên. Mình sẽ đổ sao cho phủ kín toàn bộ kẹo trên lớp đầu tiên. Khi đã xong, mình sẽ để nó cứng lại. Đã đến lúc gỡ khuôn ra rồi. Giờ mình sẽ gắn trục ván và bánh xe vào. Dĩ nhiên là chúng trong suốt. Vậy là mình đã có ván trượt tự chế. Trông thật ngọt ngào phải không? Bạn đã bao giờ thấy thứ gì thế này chưa? Nhìn mà thấy thèm ghê này. Thích quá cơ. Sunny ơi, xem đi này. Chị tặng cho cưng đấy. Dạ. Thật à chị? Cho em. Thật sao? Tuyệt vời ông mặt trời. Vậy là dọn dẹp xong rồi. Chị Grace, xem em có gì này. Em cứ mong là mình có thể cùng ngắm sao. Đi nào, sẽ vui lắm. Ý tưởng hay đấy, chị thích thiên văn học. Đi thôi. Nóng lòng quá. Biết đâu mình sẽ nhìn thấy người ngoài hành tinh. Ờ, chắc là mình sẽ chẳng thấy cái mô tê gì. Chả, ngoài những đám mây xám xịt. Em có xem dự báo thời tiết không vậy? À, bực mình quá đi mất. Chị chẳng bao giờ có gì hay ho. Mày ngớ ngẩn. Em xin lỗi Grace. Thôi vào trong nhà đi. Chờ em nữa. Giờ chúng mình phải làm gì đây? Em cạn ý tưởng rồi. Chắc là lại một đêm nhàm chán nữa thôi. Khoan đã. Nhìn dây đèn kìa. Mình đã nghĩ ra cách rồi. Các bạn sẽ thích cho coi. Đầu tiên mình cần một cục đất nặng nhỏ hình tròn. Mình sẽ cán mỏng nó ra, y như nướng bánh vậy. Giờ mình sẽ cần khuôn cắt bánh quy ngôi sao và cắt bột hình ngôi sao. Bóc đất nặn thừa đi thôi. Làm thế này dễ hơn nhiều này. Sau đó mình nhẹ nhàng nhấc khuôn cắt bánh quy lên. Tiếp theo mình cần một chiếc ống hút. Mình sẽ dùng nó đục lỗ trên đất nặn. Mình sẽ đục một lỗ nữa, đúng như thứ mình muốn rồi. Mình sẽ luồn đèn qua các lỗ, làm tương tự với nhiều sao hơn, cho đến khi mình có một dây đèn. Chị thấy thế nào? Đỉnh, đẹp lắm luôn. Em sẽ treo phía trên lò sưởi. Dễ thương quá đi. Nhanh, mau tắt đèn đi. Cảm giác giống như ở dưới bầu trời sao. Và chẳng có đám mây nào che khuất. Lung linh quá kìa. Không tin được em khéo tay vậy. Và một cốc ca cao nóng. Quá hợp tâm trạng luôn. Cảm ơn vì đã hút bụi ông súp lơ. Hả, gì cơ? Ồ, ra là mơ. Không biết mấy giờ rồi nhỉ? Xem điện thoại cái nào. Máy tôi. Không à, nó rơi xuống sàn mạnh quá. Không không không. Và thế là hết. Ôi giời ơi, thế là còn cái gì? Hóa ra chỉ là ác mộng. Sao thế này? Đây là đâu? Đúng rồi, điện thoại. Này, em bị rơi xuống đây nè. Có nhớ không? Hello. Ác mộng tiếp diễn. Ôi mẹ ơi, lại là một cơn ác mộng. Úi là trời. Khoan, điện thoại của mình. May mà vẫn bình an vô sự chứ không phải ở trên giòn. Nhưng mình hoảng muốn chết. Không thể để chuyện đó xảy ra thật. À, có cách rồi. Để lấy bút 3D xem có thể làm được gì nào. Mình sẽ sử dụng mực tím này, màu mình thích mà. Và bắt đầu tô ốp điện thoại. Mình sẽ tạo đường zig zag ở trên đầu rồi thêm một đường nữa. Cứ tiếp tục nhiều đường zig zag như thế. Thực ra mình chỉ cần tô vào khoảng trống bằng nhiều mực 3D. Ok, xong mặt trên rồi thì làm cả mặt bên này. Mình sẽ tô kỹ để phủ hết tất cả bề mặt. Đó, vậy là cũng tô xong cả cái ốp rồi. À, làm rơi rồi. Đừng có lo, em không vỡ đâu. Ôi trời ạ, quả tim muốn rớt ra ngoài. Nhưng ốp mới hiệu quả thật đấy. Được rồi, thôi ngủ tiếp vậy. Được rồi, chuyện thôi. Wow, thua rồi nhé. Đừng có đấu với tôi bằng cái đó. Bố lạ ghê, lúc nào cũng la lên với cái máy tính. Yeah, đúng rồi, chết đi. Mình muốn nghe cái gì đó. Cái này thì sao nhỉ? Nào, hạ anh ta đi. Nên nhai cái gì nữa nhỉ? Ô, tay Kitty. Xuyên nữa là mình hạ được anh ta rồi. Phải tiếp tục thôi. Gì nữa nhỉ? Tay mình thì sao ta? Úi. Yeah, đỗ này, thắng rồi. Giờ phải thắng đậm hơn nữa. Đúng vậy, đã đến lúc đeo kính thực tế ảo vào rồi. Biết mình có gì không? Tai nghe khổng lồ. Mình sẽ nhai nó. Ôi trời,
Nhìn kìa, ở đằng kia. Tai nghe thật của bố. Mình cá là nhai nó sẽ đã nhất. Nhìn đẹp đấy. Mình sẽ lấy cái này. Mình có tai nghe rồi. Còn là đồ thân nữa. Không phải cái khổng lồ. Mình thắng trận này rồi. Mình giỏi nhất. Đợi đã, tai nghe của mình đâu rồi? Mình để nó ngay đây mà. Đợi chút đã. Mickey. Ôi không, bố thấy rồi, phải nhanh nhanh lên. Mickey, bố đã nói gì với con nào? Đưa đây cho bố, ngay lập tức. Bố nghiêm túc đấy. Không thể tin là con bé vẫn cứ thích nhai đồ vật. Đó là cái răng sao? Ôi không, bố ơi, chuyện gì vậy? Tai nghe, chụp được rồi. Bố thật buồn cười. Ê, đó là răng của mình cần gắn nó lại. Răng, răng đã trở lại vào miệng nơi nó sống rồi. Cái này cứng quá không nhai được, mình phải làm gì đó. Mình sẽ làm nó đẹp hơn với bút 3D. Mình thích màu xanh lá này, mình sẽ dùng nó đồ lên phần màu trắng. Yeah, không còn lỗ trên ốc tai nghe nữa. Nhưng phải tiếp tục, nó vẫn cần thêm màu xanh. Nhìn giống quái vật cây rồi đó. Được đã, biết rồi, giờ phải thêm nhiều màu nữa. Nhìn này. Yeah, nhìn đẹp ghê. Dễ thương quá, mình giỏi việc này nhất. Đây là cái mình thích nhất, nó rất dễ thương. Bố ơi, nhìn xem con làm gì nè. Dễ nhìn đi ạ. Không, Mickey con yêu, bố đang muốn ngủ. Cái gì vậy? Thấy không, xem con làm gì với ốc tai nghe nè. Wow, đẹp quá. Và nhìn này, nó mặc đồ cùng màu với bố luôn, rất hợp nhau. Đây là món đồ tuyệt nhất, nó còn cầm tai nghe nữa. Mickey, cảm ơn con nhiều, bố sẽ để nó vào đúng vị trí. Giờ nó có thể nhìn bố chơi game, con nghĩ sao? Yeah, nó sẽ giúp bố chiến thắng. Chắc chắn rồi, giờ chơi tiếp thôi, chơi này. Và mình có hai cái, giờ mình có thể chơi với chúng. Tớ màu đỏ, còn tớ màu vàng. Một chàng pháo tay nhỏ xíu xỉu xiu nè. Trò này lúc nào cũng vui luôn. Nhìn đống này xem. Còng tay á. Sao lại có thứ này ở nhà mình có chứ? Thôi kệ đi. Mình mua cái quần này khi nào ta? Cho đi luôn. Sơn móng tay. Chẳng cần nữa. Thùng này đầy rồi này. Xong xuôi rồi. Con gì chết vậy trời? Chợp mắt xong thấy khỏe cả người. Thêm đồ à? Xinh nha. Nhưng vẫn chưa đủ. Có gì trong này vậy ta? Wow. Chán chưa? Sơn móng tay hả? Xài cái này cũng được đấy nha. Làm móng chuyên nghiệp nào. Nhưng không phải kiểu bạn quen thuộc đâu. Lần này chúng ta sẽ trang trí ngón tay. Bạn thấy giải sơn đó không? Để đó cho khô đi. Rồi đưa vào hơ đèn UV này. Cũng không lâu lắm đâu. Giờ thì kéo nó ra và bắt tay vào trang trí nào. Cọ đầu nhỏ, vẽ xỉu dễ luôn. Trái tim nhìn cưng muốn xỉu ấy trời. Sẽ mất khoảng một phút đấy, nhưng bỏ công mà. Đó, giờ bạn đã có nhẫn rồi, hai cái luôn. Chỉ thở bằng miệng thôi. Hả? Hết sẩy con nhà bà Bảy. Nhẫn kia nhìn đẹp dã man con ngan. Đầy á, bán lại cho em nhé. Đưa tiền đây, nhẫn trước. Thôi được rồi. Yay. Dầu to rồi. Thôi, rửa là được. Gì cơ? Mấy cô muốn mua thêm nhẫn á? Xem phim kinh dị hả? Tớ xin lỗi nha. Này, chờ tớ xíu nhé. Nàng mê ta như điếu đổ. Phiu, càng lúc không khí càng nóng hơn. Khoan, khuyên tai của mình đâu? Hẳn là lúc nãy mình quên đeo rồi. Đó, nhìn quyến rũ hơn hẳn. Không, khuyên tai ơi. Đùa tôi hay gì hả trời? Mình thật sự phải làm chuyện này sao? Ôi trời. Hả? Đây không phải khuyên tai. Khoan, có phải không? Hả? Ôi trời ạ. Này. Sao thế? Tại mình à? Không.
Sao? Nói tớ nghe. Bồng tại yêu thích của tớ đây. Này, bỏng ngô không? Không. Này, ít nhất mình đã cố. Khoan, biết đâu mình dùng được cái này. Bạn có bỏng ngô đầy màu sắc ư? Sỏ nó vào móc khuyên tai. Bỏng mềm xốp nên sỏ rất dễ, thấy không? Thành công rồi này. Ta da. Hả? Tặng cậu đấy. Wow, vừa xinh vừa nhẹ nữa chứ. Cậu đúng là anh chàng ngọt ngào nhất. Thưởng một nụ hôn nè. Thôi bái bà nha. Chị đã sắp xong chưa ạ? Ừ, nói chung cũng gần xong rồi. Tuyệt. Khoan. Mẹ sẽ nổi đóa lên khi nhìn thấy hình xăm này cho xem. Hello, sao lại thẫn thờ thế hả? Xin lỗi ạ, em đang hoảng ạ. Được rồi, hít sâu nào. Em cảm ơn. Mà chờ chút. Có ý hay rồi đây. Lấy một khuôn cao su như thế này và nhồi kẹo gấu dẻo nhiều màu vào. Tớ sẽ dùng nhiều màu khác nhau luôn. Cứ nhét kẹo gấu xung quanh vòng nhé. Rồi cẩn thận đổ keo epoxy lên trên gấu. Đổ đầy luôn nha bà con. Vậy là đeo được rồi. Dễ thương muốn xỉu luôn này. Và che hết hình xăm luôn này. Yên tâm rồi. Xăm đã rồi che đi sao? Thôi tùy em. Con về rồi à Betty? Vâng ạ. Hả? Con xăm à? Ồ, hình nhỏ dễ thương đấy. Nhưng nhìn của mẹ này. Đó. Mẹ là số 1 ạ. Mẹ nào con nấy mà. Hôm nay khách vào chậm quá. Em đến cắt và tạo kiểu ạ. Ồ vâng, rất vui được đón tiếp. Mời em ngồi ghế bên này. Dạ, cảm ơn anh. Thời tiết bên ngoài thế nào em? Vẫn nóng à? Ok, thế em muốn cắt kiểu gì ấy nhỉ? Em muốn tỉa chút xíu phần ngọn thôi. Tỉa phần tóc trẻ ngọn đấy ạ. Được chứ, được chứ. Anh chuyên tỉa tóc trẻ ngọn mà. Để anh điều chỉnh ghế đã nhé. Thêm một chút nữa. Chút nữa thôi. Thêm một xíu. Được rồi, anh bắt đầu cắt nha. Tóc em đẹp thật đấy. Chắc em chăm sóc kỹ lắm phải không? Hình như phần này hơi rối thì phải. Có vấn đề gì vậy anh? Sao anh lại dừng lại thế? Không có gì, đừng có lo nha. Anh đang xem xét tóc em thôi. Úi giời ơi, lược ghế làm đuôi rồi còn đâu. Mặt anh như thế nghĩa là sao ạ? Không có chi, anh đang chải tóc mà. Phải làm sao bây giờ, lược xịn nhất của mình đấy. Khoan đã, chuẩn rồi, bút ba đê yêu quý của mình. Khỏi lo gãy lược nữa. Mình đã in hình của một chiếc lược ra. Giờ thì tôi theo nó là được. Mình sẽ tô màu bằng loại mực 3D hồng yêu thích. Ok, rất chi là ổn áp luôn này. Được rồi đó, nửa trước của cây lược. Và giờ chúng ta bắt đầu với tay cầm. Mình sẽ dùng màu xanh lá mạ. Màu này đẹp quá cơ, bình thường mình không hay dùng nó lắm. Và vì đã mất công làm rồi thì phải làm cho đẹp chứ nhở. Khi hoàn thiện phần này, mình sẽ làm thêm vài bông hoa nữa. Ok, gần xong rồi. Và voila, lược mới đây. Ồ, em ấy ngủ mất rồi. Mình phải nhanh nhanh cái tay mới được. Chải tóc tiếp nào. Xin lỗi ạ, chắc em đã ngủ gần một lát phải không anh? Cắt nốt một đường và thế là xong vòng tay. Xinh quá nè. Ôi, Jennifer về rồi. Chào Luna. Chào. Khoan, cậu xảo khuyên hả? Khá ngầu đấy chứ. Tớ muốn trông thật khác biệt đấy. Tớ cũng muốn trông khác biệt. Chúng mình là đôi bạn xảo khuyên. Ý đó có vẻ hay ho phết đấy. Được rồi, đi thôi. Chào, nhớ em chứ. Mình lại có thêm nạn nhân. À nhầm, khách hàng. Cô ấy, nghiêm túc đấy á. Chắc là tôi có thể giúp cô ấy ngầu hơn. Qua bên này đi. Cậu sẽ mê cho mà xem. Chắc là chị làm cho em. Vậy, em đang muốn xảo khuyên ở đây. Tốt. Vào việc luôn. Sao không thấy chị nói gì? Sẽ đau đấy. Đó là kim sao? Một cái thôi. Ngồi im. Đã bảo ngồi im. Không. Xấu hổ quá đi mất. Tại cái kim to khủng bố. Nhưng tớ thật sự muốn xảo khuyên. Giờ thì chúng mình chả làm được gì.
mà chưa chắc. Tớ đã nghĩ ra một ý hay. Mình chỉ cần chút keo dán mi giả và hạt tròn. Vào việc nào. Tớ sẽ nhỏ keo lên trên hạt. Sau đó thì dán vào phía trên lông mày. Tiếp theo, mình làm khuyên mũi. Wow, trông bá đạo đấy. Ước gì tớ nghĩ ra sớm hơn. Cái cuối cùng này. Wow, cảm ơn cậu nhiều. Và không đau chút nào luôn. Cậu ngầu lắm. Đôi bạn xỏ khuyên. Mẹ tớ sẽ nổi đĩa lên cho mà xem. Với một chút xi măng hoặc nhựa, cùng sức sáng tạo bất tận, bạn có thể tạo ra nhiều thứ. Đâu là món đồ thủ công yêu thích nhất của bạn? Hãy cho chúng tớ biết trong phần bình luận nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hữu ích như video này nhé.